Dân gian Ngụy Văn Thực Lục chương 643 Sông quán trước thôn Trương Nhĩ rung lẫy bảy chống vào tường bò dậy Trước tiên là chầm chầm nhìn lưỡi kiếm đồng trên đất mấy giây Rồi mới ngạc nhiên nghi ngờ nhìn Trần Mù Mặt tôi cũng biến sắc Một là những gì Trần Mù nói về vị trí mà liễu dục chú tấn công tôi Nếu đúng thật là như lão nói Vậy thì liễu dục chú nhìn như ra sát chiêu Nhưng trên thực tế đều không phải Chẳng qua nhìn vẻ như thủ đoạn ác độc mà thôi hay là Trần Mù lại muốn tôi giao thi đăng ra? Hơn nửa giao ra, lại còn là cả hai viên. Nghĩ thì nghĩ như thế, nhưng tôi cũng không ngập ngừng, bởi vì tôi có thể làm được đến mức tin tưởng Trần Mù một cách vô điều kiện, lão tuyệt đối sẽ không làm càng. Thò tay mò từ trong ngực ra hộp đựng của hai viên thi đăng, trong đó phân biệt có thiện thi đăng và ác thi đăng. Ném cho nó. Trần Mù lại nói một câu. Tôi hít sâu một hơi, ném luôn hai cái hộp ra. Liễu dục chú đón lấy hộp Sau khi phân biệt mở ra xong Đầu mày gã nhíu càng chặt hơn Chầm chầm nhìn trần mù Rồi càng không nói một lời Ông thế này là ý gì? Rất rõ ràng Liễu dục chú cũng bị trần mù làm cho không hiểu nổi Trần mù lạnh nhạt nói Bọn tao có lo ngại của bọn tao Mày có thực lực và cố chấp của mày Tiếp tục tranh đấu Hôm nay nhất định sẽ có người phải chết ở đây Bọn tao chết Mày phá đạo tâm Mày chết rồi Bọn tao bị trời phạt vốn dĩ hôm nay là đến tìm mày thương lượng bây giờ không thương lượng ra được kết quả gì thôi thì coi là giao dịch hai viên thi đang đã về tay mày rồi liễu dục chú lực tay thu hai viên thi đang lại toàn bộ đều cất kỹ lên trên người thiện thi đang tôi sẽ trả về xác thiện thi trong vị phát quỷ còn về xác âm luyến dương và dương hạ nguyên mà các người lo lắng tôi tự sẽ đối phó viên thi đang oán niệm ngập tràn âm khí ngút trời này tôi sẽ xử lý viên đang này quá ác nếu rơi vào trong tay sát quỷ, thì hậu họa khôn lường. Liễu dục chú trong nháy mắt đã bình tĩnh lại, sát khí đã chẳng còn cảm nhận được chút nào. Tôi đột nhiên phát hiện, tôi có chút hiểu ra ý tứ của Trần Mù rồi. Lúc trước tôi cùng lấy hai viên thi đan ra, kỳ thực là muốn dùng ác thi đan gây ra sự hiếu kỳ cho liễu dục chú, sau đó chuẩn bị nói rõ lợi hại của việc trả thiện thi đan về, rồi sau đó lợi dụng ác thi đan nói chuyện đối phó với Lý Âm Dương và viên hóa thiệu. Chỉ là không ngờ rằng, Liễu dục chú lại trực tiếp động thủ cướp đang luôn Chúng tôi căn bản không đàm phán được Kỳ thực chuyện đến nước này Đến cuối cùng chúng tôi cũng sẽ không chặn được liễu dục chú Không cách gì giữ thi đăng lại được Trần mù liền trực tiếp lấy ra luôn Dùng phương thức giao dịch đưa cho liễu dục chú Liễu dục chú nhận định thiện thi đăng là của tộc Khương Kỳ thực viên đăng này đối với giao dịch mà nói không quan trọng Nhưng gã lại không từ chối được sức hấp dẫn của ác thi đăng Đối với một đạo sĩ thay trời hành đạo như gã căn bản không thể trơ mắt nhìn Ác Thi đang lưu lạc ở ngoài. Đồng thời, quy tắc của gã cũng nghiêm minh. Trần Mù nói là giao dịch trước, xong rồi mới bảo tôi lấy đan, rõ ràng là Liễu Dục chú cũng đồng ý với cuộc giao dịch này, gã không hề muốn đấu sinh tử với chúng tôi. Tôi đột nhiên lại nghĩ đến, Trần Mù kỳ thực cũng là người quy tắc nghiêm minh. Hình như cũng có chỗ tương đồng với Liễu Dục chú. Tính toán của lão rất thâm sâu So với Trương Nhĩ tôi không biết ai mạnh ai yếu Nhưng lão và Trương Nhĩ lại có khác biệt rất lớn Trương Nhĩ có thể bất chấp thủ đoạn Nhưng Trần Mù thì tuyệt đối không làm vậy Tư duy chỉ trong nháy mắt đã xong Quả nhiên, Liễu Dục Chú cũng trực tiếp mở miệng nói luôn Nói đi, là giao dịch gì? Nếu như giết người hại người thì không cần mở miệng luôn Trần Mù đi đến đầu bên kia giường Rút thanh trảm quỷ đao kia xuống đồng thời nói, xem xem thân thủ của mày có bản lĩnh đối phó với sát âm luyến dương và dương hạ nguyên không, đồng thời cũng để mày trừ bỏ một cái xác, một con người mà trong tay có ít nhất hơn trăm mạng người. Ác thi đang trong tay mày, bèn là tới từ cái xác đó, không biết nó so với sát âm luyến dương thì ra sao, nhưng nếu mày không đối phó nổi nó, thì mày chắc cũng không đối phó nổi với sát âm luyến dương. Ác thi không có thi đang, đã rất yếu rồi. Còn về cái người ít nhất hại chết trăm mạng người kia, là một âm dương tiên sinh, thuộc pháp trọng thọ là từ trong tay y lưu truyền ra ngoài, một cái xác một con người, một kẻ ác lấy người làm nến đốt, mày có diệt trừ không? Cái lão già trọng thọ đó, chẳng qua chỉ là chó giữ cửa của y thôi. Trong lúc Trần Mù nói những lời này, đồng thời cũng đã đem trảm quỷ đao dắt vào thắt lưng. Rầm một tiếng nặng nề vang lên, liễu dục chú vốn đứng trên giường bệnh, nhưng khung giường bằng chất gỗ lại trực tiếp gãy đôi từ giữa. Gã rơi mạnh xuống dưới đất, trong mắt đã toàn là sát khí mãnh liệt. Nói, Liễu Dục chú chỉ nói mỗi một chữ này. Lúc từ phòng bệnh ra ngoài, Trương Nhĩ không nói một lời, còn về lưỡi kiếm của thanh kiếm đồng kia, đương nhiên đã được lão thu lại. Trần Mù Tây sờ vào cán của Trảm Quỷ đao, cổ họng tôi hơi có chút khô khốc. Thậm chí vừa nãy còn bị Liễu Dục chú chất vấn một lượt, gặp phải sát dữ như thế này, tại sao không trực tiếp bảo với gã luôn? Còn cả loại người hung ác như Viên Hóa Thiệu nữa, tại sao không trực tiếp nói thẳng ra? Về việc này tôi chỉ có một ý nghĩ duy nhất, không quá hóa dạy, kỳ thực chúng tôi vẫn đánh giá thấp thứ chính khí trong con người liễu dục chú. Đứng ngoài cổng bệnh viện đợi liễu dục chú ra ngoài. Người làm thủ tục xuất viện cho gã là đạo sĩ của trường Thanh Đạo Quán. Đơn giản bàn bạc mấy câu với Trần Mù, cộng thêm vừa nãy liễu dục chú nói rõ là việc không nên chậm trễ, nên chúng tôi cũng đưa ra quyết định, trực tiếp quay về thôn Tiểu Liễu, chuẩn bị lên núi thu xác chết của Lý Âm Dương trước. Dù sao lão già trọng thọ đó chết cũng đã hai ngày, tiếp tục dây dưa chắc chắn sẽ có chuyện, cũng không biết viên hóa thiệu hiện giờ đã động thủ hay chưa. Đợi ở ngoài cổng viện khoảng tầm mười mấy phút, liễu dục chú mới cùng mấy tên đạo sĩ ra ngoài. Kỳ thực tôi vẫn lo lắng cho thương tích trên chân của liễu dục chú, chỉ có điều liễu dục chú không hề để tâm chút nào. Theo lời của gã nói, thì sau khi biết có kẻ ác còn đợi thêm một khắc mới diệt trừ, trong thời gian này mà có người bị giết, thì tội và nợ nghiệp cũng sẽ là của người biết chuyện. Đừng nói bàn chân gã bị đâm xuyên, cho dù là mất cả hai bàn chân, chỉ còn lại cẳng chân, gã cũng có thể trụ được để đi diệt cái kẻ ác đó. Chiếc xe kia của Phùng Bảo không đủ chỗ ngồi. Vốn dĩ liễu dục chú định ngồi cùng xe với đạo sĩ của trường thanh đạo quán, mấy người đó nhất định đòi đi theo gã. Dưới yêu cầu của tôi, liễu dục chú và tôi ngồi chung một xe, đám đạo sĩ kia lái xe đi theo phía sau. Thế này không phải do tôi lo liễu dục chú chạy mất Mà là sợ theo tình trạng hiện giờ Dương Thanh Sơn sẽ ra tay cướp đan Cẩn trọng chung quy không sai gì cả Rời khỏi thành phố thời gian vừa hay là hơn 6 giờ Nội thành thành phố nội dương xe cộ tấp nập Tắt đường liên tục Đợi lúc đến thôn tiểu liễu Trời đều đã tối rồi Hơn nữa Xe không cách gì vào tiếp trong thôn nữa Bởi vì cây cầu đá bắt trên sông tiểu liễu Hóa ra đã gãy rồi Càng kỳ dị hơn là Dưới ánh trăng Nước sông tiểu liễu toát ra màu đen kịt Loáng thoáng Dưới nước dường như có rất nhiều đôi mắt Đang chầm chầm nhìn ra bên ngoài Phàm là có người muốn qua sông Liền sẽ bị bàn tay thò từ dưới lên lôi xuống vậy Mí mắt tôi giật điên cuồng Đây là thủ đoạn của viên hóa thiệu Hay là lý âm dương Sau khi mất đang liền lộ bộ mặt hung ác ra Nếu như Lưu Văn Tam ở đây Nó chắc chắn sẽ rất hưng phấn Trần Mù lắc lắc đầu nói Liễu dục chú thì đi đến phía trước chúng tôi, gã nhìn chầm chầm mặt nước hồi lâu, không nói một lời. Nguyên nhân trần mù bảo Lưu Văn Tam hưng phấn, đương nhiên là nói về thứ ở dưới nước. Nhưng đối với chúng tôi mà nói, đây không phải là tin tức tốt lành gì cả, người đi lối người, quỷ đi đường quỷ, trời tối đường trơn, nước sâu nguy hiểm. Tôi và Trần Mù xuống nước đều chẳng có cách gì, càng không cần nhắc đến Trương Nhĩ. Hơn nữa còn có một trắc rối nữa là, thứ nước này là từ trên núi tiểu liễu ở sau thôn chảy xuống đầu nguồn chính là khai kim thành hà là chỗ có xác chết lý âm dương sau khi chảy xuống sông tiểu liễu xong thì hình thành minh đường của núi tiểu liễu từ phía bên phải bao bọc cả cái thôn tiểu liễu phía bên phải thôn tiểu liễu hoàn toàn không có đường có thể vào thôn còn về phía bên trái mà dòng chảy sông tiểu liễu kinh qua thì đi qua căn nhà một gian lần đó của lão quá rồi chảy mãi cho đến bãi lau liễu của thôn liễu hà cũng có nghĩa là phía bên trái cũng chẳng có đường cả cái thôn tiểu liễu kỳ thực đều bị bịt kín lại rồi nếu như đây là thủ đoạn của viên hóa thiệu thì sợ rằng y lúc này đã vào trong thôn đang lên núi hoặc là đối phó với lý âm dương rồi nếu đây là thủ đoạn của lý âm dương vậy thì rắc rối này cũng cực kỳ không nhỏ dương thanh sơn là một phong thủy sư biết đạo pháp nói không chừng đạo pháp của hắn cũng tương tự với liễu dục chú coi như là một phong thủy tiên sinh có bản lĩnh xuất đạo càng là thứ thanh thi lợi hại nhất trong số sát sát bạch hắc huyết thanh nhưng lý âm dương thì lại là âm dương tiên sinh xuất hắc Càng là sát vũ hóa đỉnh cấp trong các loại sát Nếu như không phải tôi lấy mất thi đăng Thì chúng tôi chắc chắn không dám đến đối phó với ông ta Bất luận là thủ đoạn của ai Chúng tôi đều bắt buộc phải nhanh chóng lên núi mới được Thuận theo con sông này Đi mé bên kia cũng có thể lên núi tiểu liễu Chỉ là không vào được trong thôn Cố nhanh lên núi Sau khi nghĩ đi nghĩ lại Tôi mở miệng nói nhưng liễu dục chú lại lắc lắc đầu nói không phải vào thôn đầu mày tôi nhíu chặt lại nói bây giờ tình tình thế này tốt nhất là đừng vào thôn tuy rằng đường thôn tôi thuộc nhưng tôi cảm giác trong thôn chắc chắn sẽ không đơn giản sông tiểu liễu biến thành thế này cái thôn này e rằng là nơi dụ cá vào lưới chúng ta đi phía ngoài liễu dục chú vẫn cứ lắc lắc đầu gã lại nói một câu cậu không nghe thấy a à? có người đang cầu cứu một cách rất đau khổ Câu nói này của gã đích thực khiến tôi ngẩn ra. Nói thật, tôi chẳng nghe thấy gì hết, ngoài tiếng liễu dục chú nói với tôi, tiếng gió, tiếng nước chảy ra, làm gì còn có tiếng người cầu cứu nào. Liễu dục chú giơ ngón tay lên chỉ vào trong thôn, gã nói, trong thôn còn có người sống, tuy không nhiều nữa, nhưng không thể trơ mắt nhìn bọn họ chết. Con sông này tràn ngập quán khí, quán khí toàn bộ đều chảy ngược lại vào trong thôn, thời gian chắc là không dài, sợ rằng cũng vừa mới hình thành chưa lâu, rất có khả năng chỉ có thời gian một hai ngày nhưng người bình thường trong thôn chắc là sắp chống chọi đến cực hạn rồi tôi im lặng không nói dưới sự xúi dục của lão già trọng thọ thích lão gia hại chết tuyệt đại bộ phận người của thôn tiểu liễu những người đó đều hoặc là có thù oán với tôi hoặc là oán hận tôi thậm chí có cả người dạng như trưởng thôn không chống lại được sức hấp dẫn của tiền tài bị bọn chúng lừa bịp hại chết cũng có người như hai vợ chồng già nhà họ trương bị cưỡng ép giữ lại rồi hại mạng những người dân thôn cuối cùng còn sống sót chạy thoát kia Bèn là không có thù oán với tôi Cho dù thích lão gia đưa ra không ít tiền Bọn họ đều đứng một bên bàn quan Số lượng những người này tuyệt đối không nhiều Thậm chí hôm đó lúc rời khỏi thôn Tôi cũng nhìn thấy có người đang chuyển nhà rời khỏi thôn Thôn tiểu liễu từ trong bản chất đã toát ra một luồng tử khí Nhưng tôi không ngờ rằng Hóa ra lại còn có người chưa rời đi Nghĩ lại một chút thì cũng chẳng phải mỗi người đều có bản lĩnh nói rời khỏi thôn làng đã sinh sống cả một đời là có thể nhấc chân lên đi ngay ngoài những nhà con cái đã sớm thành đạt ở trong thành phố chỉ để người già ở trong thôn dưỡng lão ra những người dựa vào việc trồng trọt để sống qua ngày hoặc con cái đều chỉ là dân thôn bình thường chẳng có bản lĩnh gì thì lấy cái gì để rời đi những người này hoàn toàn không thù không oán với tôi để bọn họ chết ở đây không chỉ là không nhẫn tâm mà còn càng là sẽ có báo ứng Nghĩ đến đây, tôi còn nhớ ra một chuyện, lập tức liền lấy điện thoại ra, gọi một cuộc cho Châu Vi Dân. Thời gian này bận suốt, tôi cũng quên cả việc đi thăm Trần Tiểu Bàn, cũng chẳng biết nó bây giờ thế nào rồi. Lần đó tôi từng dặn dò Châu Vi Dân, đưa Trần Tiểu Bàn đi, động viên an ủi tử tế. Mấy giây sau, điện thoại được bắt máy. La tiên sinh. Có chuyện gì à? Giọng của Châu Vi Dân truyền lại. Châu Cảnh Quang, tiểu bàn vẫn ở cục công an các anh à tôi trực tiếp hỏi luôn trần tiểu bàn trâu vi dân thở dài một tiếng nói ban đầu đưa cậu ta về để bác sĩ tâm lý khai thông hai ngày cứ đợi cậu qua suốt có điều cậu cũng chẳng qua tôi nghĩ là cậu chắc chắn có việc quan trọng nên không tìm cậu trưa hôm qua trần tiểu bàn đi rồi đem theo xác chết của bố mẹ cậu ta về thôn an táng chúng tôi xuất cho một món chi phí an táng mặt tôi biến sắc không lên tiếng ư ừ hứ gì La tiên sinh Cậu sao không nói gì thế Đúng rồi Điện thoại của Trần Tiểu Bàn là vật chứng Chúng tôi giữ lại rồi Đổi cho cậu ta một cái điện thoại khác Tôi đưa số của cậu ta cho cậu Gửi tin nhắn cho tôi Nói xong Tôi liền cúp điện thoại luôn Lúc này Liễu Dục Chú lại mở miệng nói Tôi đưa bọn họ vào thôn Cứu người trong thôn Ba người các cậu vòng phía sau lên núi La thập lục Đơn giản trụ một lúc chắc có thể làm được chứ Cậu bây giờ nói với tôi một chút xem sau khi vào thôn đi đường nào có thể lên núi, đại khái ở vị trí nào trên núi, tôi cố gắng nhanh tới tập hợp với các cậu. Tôi không trả lời liễu dục chú, mà gọi tới số điện thoại mà Châu Vi Dân vừa nhắn cho tôi. Chỉ có điều căn bản không gọi được, trực tiếp nhắc nằm ngoài vùng phủ sống luôn. Sợ là không được, chúng ta phải cùng vào thôn rồi. Tôi khàn giọng mở miệng. Liễu dục chú nhíu mày lắc đầu, tiên sinh xem phong thủy Không phải là đạo sĩ đánh quỷ Tôi nói phải cứu người Thì tôi sẽ cứu người Cậu vừa nãy đang hỏi người đúng không Cũng có người cậu cần cứu ở trong thôn Cậu có thể yên tâm mỗi một người còn sống tôi đều sẽ đưa ra ngoài Không giống nhau Tôi gắn gượng cười cười Đối với Trần Tiểu Bàn Kỳ thực trong lòng tôi có không ít cảm giác ấy nấy hổ thẹn Huống hồ binh chia hai đường tuyệt đối không được Nhỡ mà xảy ra biến cố gì Bất cứ một bên nào có chuyện Đều sẽ là tổn thất không thể cứu vãn được Lúc này Trương Nhĩ cũng mở miệng nói Bình chia hai đường đích thực không được Tôi đã xem qua nước ở đây Và cả gió ở phía ngoài Chắc là thứ ở trong mộ ra ngoài rồi Chứ không phải là người ở bên ngoài tới Câu nói này của Trương Nhĩ tôi nghe thấy rất rõ ràng Lão đã đoán chắc Là Lý Âm Dương từ trong mộ ra ngoài rồi Hơn nửa viên hóa thiệu còn chưa tới Nhưng lão làm sao mà xác định được Thì tôi lại không biết Liễu dục chú có vẻ nghĩ ngợi Có điều gã cũng không tiếp tục ngăn cản Mà giơ tay lên Làm một động tác tay Nói đi kiếm ít gỗ về đây Bắt một cây cầu tạm Tôi vẽ phù trấn tà Nói xong liễu dục chú lại nhìn sang tôi Nói La thập lục Cậu còn chưa nói Áp trấn thần chú là do ai chạm khắc Là cậu à Câu này của gã hỏi quá đột ngột Quá thẳng thừng Lập tức khiến trán tôi tú mồ hôi Còn gã thì vẫn ánh mắt sáng rực nhìn tôi cái ánh mắt đó có một thứ cảm giác khiến tôi không nói ra được. Liễu dục chú chầm chầm nhìn tôi phải đến nửa phút đồng hồ, tôi mới gật gật đầu, nói đích thực là tôi. Sau khi nói ra xong, tôi ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn không ít. Dùng áp trấn thần chú, đích thực có chút mạo hiểm, nhưng công hiệu của nó quá mạnh. Trong tay tôi và trần mù đều không có vũ khí sắc bén tuyệt đối có thể trấn áp được quỷ quái, gặp phải huyết sát đều phải đối phó một cách khó nhọc, có thứ áp trấn thần chú này khác trên vũ khí, có thể thành làm ít hiệu quả nhiều. Điều duy nhất khiến tôi bức bối chính là sẽ bị liễu dục chú phát hiện, cái tên đạo sĩ cứng nhắc như gã liệu có đối phó với tôi không. Bây giờ không giấu được nữa, thì cũng chỉ có thể nói ra thôi. Thần sắc của liễu dục chú trở nên có vẻ nghĩ ngợi, đột nhiên nói một câu, sau khi xong chuyện này, đi quần thể núi Nam Sơn tôi mời cậu đồng hành, áp trấn thần chú là đạo pháp độc môn của nhà họ liễu, học tập cần quỳ trước đạo tượng của nhà họ liễu, cậu đi quỳ bù một cái, thế nào? Việc này. Tôi vốn cho rằng, liễu dục chú sẽ chất vấn tôi một trận, hoặc là đòi tôi trả giá gì đó, thậm chí khả năng sẽ nói là sau này cấm không được dùng áp trấn thần chú, nhưng tôi lại không ngờ rằng gã sẽ nói những lời này. Tim đập thình thịch hơi có chút tăng tốc, nếu qua quần thể núi Nam Sơn, hoặc giả có thể nhìn xem liễu dục chú đối phó với sát âm luyến dương. Đối phó với Dương Hạ Nguyên Việc gã nói quỳ đạo tượng nhà họ liễu tôi cảm thấy chẳng có gì đáng trách. Tôi học lõm thuộc pháp độc môn của người khác, quỳ lạy rất bình thường. Liệu sau khi quỳ lạy xong, tôi có thể tiếp tục dùng áp trấn thần chú không? Tư duy nhanh chóng chuyển động kỳ thực từ sau khi ra khỏi quần thể núi Nam Sơn, đối với cái chỗ vị phát quỷ đó, tôi vẫn luôn âm ý thấy sợ, bởi vì chúng tôi đúng thật suýt chút nữa thì bị chôn vùi bên trong, tôi càng không muốn lại trải qua thêm một lần nữa. Nhưng liễu dục chúng muốn trả lại thi đan. Dương Hạ Nguyên một khi có thể ra ngoài thì nhất định sẽ là con dao treo trên đầu tôi, nếu như có thể nhìn thấy Dương Hạ Nguyên chết, tôi cũng sẽ bớt đi một mối họa lớn trong lòng. Tôi nghĩ đến đây, đang định nhận lời. Thì Trần Mù ở cạnh đột nhiên mở miệng nói, quỳ đạo tượng của nhà họ Liễu xong thì có thể tiếp tục dùng áp trấn thần chú mãi. Liễu Dục chú bình tĩnh nói, chỉ cần có thể quỳ xuống được thì đương nhiên có thể tiếp tục dùng. Trần Mù hơi hơi gật đầu với tôi. Bản thân tôi đã định nhận lời rồi, câu hỏi của Trần Mù cũng khiến lòng tôi xác định thêm không ít. Không vấn đề, tôi đi cùng với anh. Tôi trầm giọng trả lời, cũng nhìn lại Liễu Dục chú bằng một ánh mắt khẳng định. Rõ ràng, có thể nhìn thấy vị trí tâm mày của Liễu Dục chú hơi hơi giãn ra, giống như những đường vân ngang kia cũng thả lỏng hơn không ít vậy. La thập lục, cậu rất có thiên phú. Liễu Dục chú lại lẩm bẩm nói một câu. Có điều lúc gã nói những lời này, lại không hề tiếp tục nhìn tôi mà là cúi đầu nhìn xuống mặt nước sông tiểu liễu ngay tiếp đó gã bất chợt lấy từ trong ngực ra một cuộn vải vùng một phát gã trực tiếp vung tay cả mảnh vải hình thành một sợi dài bị kéo thẳng ra dài phải đến tận 5-6 mét gần như bằng với độ rộng của con sông tiểu liễu này rồi vải rơi xuống đất trước mặt chúng tôi trần mù và trương nhĩ đều lùi sau mấy bước không dẫm dính ngay tiếp đó liễu dục chú lại mò ra một cái nghiêng mực nhỏ mài mực vào trong Tốc độ của gã cực nhanh, rất nhanh đã mài xong mực, trong tay còn lấy ra một cây bút lông, thân bút màu vàng kim, tương tự như cây quất vàng kia, cũng được làm bằng vàng rồng. Liễu dục chú cầm bút, nhanh chóng bắt đầu phát họa trên tấm vải trắng, trong miệng cũng đang hạ giọng lẩm nhẩm, phục duyên khư duy, thần tôn uy ngũ lộ, nắm giữ các cấp hung tà khắp nơi, biết ẩn náu thần hồn, thà yên ổn quy phụ nơi thiên địa, thiên thu bách thế, vĩnh hưởng các tường, thượng hưởng. Thiên mạch ngũ đạo trực lộ u đế chi thần viết. Cùng lúc gã dứt lời, tấm vải trắng dài 5-6 mét đã phát họa được non nửa phù văn, tốc độ của liễu dục chú càng nhanh hơn. Mà thứ phù văn gã vẽ ra cũng càng phức tạp, không giống với áp trấn thần chú và những phù văn khác, ít nhất một phát là có thể nhìn ra được phát họa như thế nào. Tờ phù này thực sự là quá lớn, lớn đến mức tôi không những nhìn không hiểu, mà còn đến mức căn bản không cách gì phân tích, trong trạch kinh cũng không có những tồn tại tương tự e rằng đây cũng là bí mật bất truyền của đạo sĩ nhà họ Liễu. Cuối cùng khi Liễu dục chú dừng bút, gã túng lấy một đầu của tấm vải, tay dùng sức vẩy một phát, cả tấm vải bắt đầu từ phía đuôi được nhanh chóng thu về, khi vào trong tay hắn hiển nhiên đã cùng lại thành một cuộn. Cũng chính vào lúc này, đạo sĩ của trường thanh đạo quán được gã sai đi kiếm gỗ bắt cầu, đã lần lượt đều quay lại. Bọn họ khiêng về không ít khúc gỗ dài 6-7 mét. Phía dưới có một căn nhà một gian, Nhìn trong vẻ lâu không có người ở Bên trong xà gỗ không ít Chúng tôi mượn về dùng Đợi xong thì trả Rồi để tiền với vật bù đắp Một trong số đạo sĩ cung kính chấp tay cuối người với liễu dục chú Đồng thời nói những lời này Liễu dục chú hài lòng gật gật đầu Ngay tiếp đó Những đạo sĩ này liền bắt đầu bắt cầu Tổng cộng bốn khúc gỗ Trực tiếp bắt lên trên mặt nước của sông Tiểu Liễu Sau khi ghép lại với nhau Đã hình thành một cây cầu nhỏ Có thể cho người đi qua chỉ có điều sông tiểu liễu ở bên dưới Nước sông lại bắt đầu hơi hơi cuộn lên Giống như bên dưới có thứ gì đó muốn chui ra ngoài vậy Liễu dục chú bất chợt hừ lên một tiếng Tay gã lại lần nữa vung lên Vù một phát Đạo phù lớn ban nảy gã vừa vẽ liền bắn ra ngoài Một đầu trong tay gã Đầu kia thì lại trực tiếp bị vứt sang đầu bên kia của khúc gỗ Được kéo thẳng tắp Cuối cùng rơi lên trên bề mặt cây cầu Đồng thời giọng nói hùng hậu của liễu dục chú cũng quát lên Tế thiên mạch Trong nháy mắt mặt sông đột nhiên yên tĩnh lại. Việc này không chỉ khiến tôi nhìn mà không tin nổi, mà nhận thức về liễu dục chú cũng đã thay đổi rồi. Đạo sĩ không phải chỉ biết đánh quỷ như tôi nhìn thấy, những phù văn này còn càng vô cùng huyền diệu. Mấy tên đạo sĩ còn lại của trường thanh đạo quán, trong mắt càng toát ra vẻ hưng phấn và cuồng nhiệt, chầm chầm nhìn đạo phù trên cầu, lẩm bẩm nói, phù soạn dạ lộ u thần, trị hung tà các phương, tiền bối nhà họ liễu quả danh bất hư truyền. Liễu dục chú trực tiếp bước chân đi lên trên cây cầu Những đạo sĩ còn lại cũng vội vàng đi theo Tôi và Trần Mù, Trương Nhĩ Ngược lại thành rất lại phía sau Lúc bọn họ đi qua thì như đi trên đất bằng Nhưng sau khi tôi bước lên Thì lại cảm giác lão đảo muốn ngã Đây chính là khác biệt giữa thân thủ rồi Lúc qua sông Tiểu Liễu Tôi còn không nhìn được mà cúi đầu xuống nhìn một cái Chỉ có điều khiến tôi ngẩn người ra là Thứ tôi nhìn thấy trên mặt nước Hóa ra lại là rất nhiều khuôn mặt có của bố tôi Thậm chí còn có cả của ông nội tôi Cùng với những người chết ở trong thôn kia Đầu óc tôi thẳng thốt mất thoáng chốc Có điều lại đột ngột cảm giác dưới chân đau buốt một trận Tất cả những thứ trước mắt đều tiêu tan không thấy nữa Thứ trôi nổi trên mặt nước Là một khuôn mặt người trắng bệch cực kỳ Không phải là bất kỳ một người nào mà tôi quen biết Hơn nữa nó cũng từ từ chìm xuống dưới Rõ ràng là một cái xác chết ở trong nước Trên trán mồ hôi liên tục đổ từng giọt to đùng tôi không dám ngừng nghỉ nữa, nhanh chóng đi qua. Tất cả mọi người đều đã qua sông rồi, liễu dục chú bước lên trước, đồng thời bình thản nói, trong con sông này nhiều xác chết, nhất định là người chết ở thôn tiểu liễu những năm nay, bọn họ biết tất cả về cậu, đi qua là sẽ chặn đường, đạo phù này có thể khiến hung tà bị thúc đẩy, bọn chúng có thể vì người hại cậu, cũng có thể thả cho cậu đi qua. Bây giờ người khác muốn vào trong, thì sẽ chẳng còn dễ dàng thế nữa. Lời của Liễu Dục Chú càng khiến lòng tôi chấn động mạnh. Tiếp đấy, gã đột nhiên nhắm mắt lại, tiện tay chỉ ra mấy phương vị, nói, các người chia nhau qua bên kia tìm kiếm, sẽ có dân thôn ở trong đó, nếu có nguy hiểm, tôi sẽ ra tay. Tôi tuy không biết liễu dục chú tại sao lại chỉ về mấy hướng đó, nhưng trong đó có một vị trí chính là nhà trưởng thôn, Trần Tiểu Bàn chắc là đang ở đó. Hít sâu một hơi, tôi cũng chỉ về hướng đó, nói bên đó tôi qua. Tôi cũng chú ý đến, Trương Nhĩ ngồi sổng trên đất, dưới đất cũng có một tờ giấy Lão đang phát hòa sơ đồ vào thôn lên trên Lão đã đang phân tích phong thủy trong thôn thời điểm này rồi Tôi bởi vì chuyện của Trần Tiểu Bàn mà loạn tâm trí Ngược lại bỏ qua mất điểm này Tôi sẽ ở đây trong chừng các người Có điều la thập lục Cậu vẫn cần cẩn thận Không khí trong cái thôn này quá yên tĩnh chết chóc Rất nguy hiểm Có thể khiến đến liễu dục chú cũng phải nói là nguy hiểm Lòng tôi càng kinh hãi hơn những đạo sĩ khác rõ ràng là tin tưởng liễu dục chú vô điều kiện Không nói lời nào liền tản ra đi về những hướng đó tìm kiếm những dân thôn còn sống sót Tôi hít sâu một hơi, cũng gật đầu nói một câu đa tạ Rồi trực tiếp đi thẳng về phía nhà trưởng thôn Trần mù đương nhiên là đi theo phía sau tôi Chỉ có điều trương nhĩ không đứng dậy, lão vẫn đang vẽ sơ đồ Khoảng chừng mấy phút sau, chúng tôi bèn tới ngoài cổng nhà trưởng thôn Bầu trời đêm phủ lên một lớp sương mù trắng mỏng, vần trăng như cái móc câu cũng lúc ẩn lúc hiện đã thành trăng quỷ lúc đẩy mở cổng nhà trưởng thôn tôi gọi lớn tiểu bàn anh thập lục đến rồi mau ra đây kết quả trả lời tôi chỉ có tiếng hồi âm vang vọng trong sân không được coi là trống trải tổng cộng đặt bốn cổ quan tài những cổ quan tài này toàn bộ đều dùng ba chiếc ghế tre dài kê lên nắp quan tài đóng chặt quan tài đen xì xì toát ra một thứ cảm giác bức bối ngột ngạt trong sân còn trồng một cái cây đào già dạ cong queo, gió thổi một phát, cành cây liền hơi hơi rung lắc. Tôi lại gọi một tiếng tiểu bàn, kết quả vẫn chẳng có lời đáp. Nếu liễu dục chú đã mở miệng, thì người nhất định đang ở đây, có điều trong căn nhà này có chút kỳ dị, mấy cái kia là quan tài à. Trần mù giơ tay lên chỉ một phát, tôi lập tức gật gật đầu. Trong quan tài có xác, xác chắc là không hồn, toàn bộ bị trương nhĩ thu vào trong cái áo máu đó đem đi rồi, những thứ này chắc không có nguy hiểm gì, có điều vẫn đừng ở lại lâu chú trần đời ở ngoài sân mày đi tìm người ra đi nó khả năng là ngất đi rồi một nơi âm khí rần rần thế này người bình thường không trụ được bao lâu đâu đặc biệt còn là một đứa trẻ con vâng tôi lập tức thuận theo căn phòng bên cạnh đẩy cửa bắt đầu tìm phòng chứa củi phòng để đồ nhà bếp gian chính còn cả mấy phòng ngủ đều tìm một lượt đều không phát hiện tung tích của trần tiểu bàng Đợi lúc tôi tìm đến căn phòng nhỏ hẹp cuối cùng ở phía bên phải gian chính, vừa đẩy mở cửa, trong phòng đã truyền lại một đợt mùi nến hương khó ngửi. Trong phòng đang đốt nến, theo lý mà nói phải nhìn càng rõ hơn so với bên ngoài chỉ có ánh trăng mới đúng. Thế nhưng khói nến hương cháy quá nhiều, ngược lại khiến ánh sáng trở nên tối tăm. Loáng thoáng, tôi nghe thấy một giọng lẩm bẩm, mùng 2, 12, 23 cùng người bệnh lao mà chết, hợp cư đứt bậu cửa xuất tang. Tiếng nói này toát ra vài phần non nớt, có chút giống như giọng Trần Tiểu Bàn, thế nhưng lại cứ có chỗ khác biệt. Hơn nữa nội dung mà nó nói cũng có chút kỳ dị. Lấy đâu ra mà giống với lời Trần Tiểu Bàn có thể nói ra được, đây đều là quy tắc đưa người chết rồi. Trong trạch kinh bèn có đoạn nội dung này gọi là Thiên Nguyệt Nhật. Ý của tên đoạn nội dung này cũng chính là có người mất trong ngày mùng 2, 12, 23 của mỗi tháng hoặc là bởi vì dính bệnh lao phổi vậy thì trong nhà liền phải cưa đứt bậu cửa rồi đưa người xuất tang tôi hôi hôi cánh tay xua tan khói hương trước mặt lại gọi một tiếng trần tiểu bàn hơn nữa tôi cũng tiện thể bước vào trong phòng căn phòng không hề lớn rất nhanh tôi đã đi đến vị trí sát tường phía trong bên cạnh kê một chiếc giường trên giường ngồi một đứa bé trai béo quay lưng nó được cái thẳng tắp có điều đầu thì lại rũ xuống giống như cổ vương dài ra vậy Động tác này trông liền có chút quái dị, càng giống như một người già, mà Trần Tiểu Bàn thì lại đang thế này nhìn tôi đi vào trong. Cho dù trong lòng tôi có chút mất tự nhiên, nhưng thấy Trần Tiểu Bàn vẫn bình yên vô sự, cũng thở phào một tiếng. Tiểu Bàn, đi với anh thập lục. Tôi vẫy vẫy tay, nhưng trong lòng lại có một thứ cảm giác ấy nấy. Trần Tiểu Bàn không xuống giường, tôi lúc này mới nhìn thấy, trong tay nó còn cầm một số thứ. Tay trái là một tượng người bằng gỗ điêu khắc trên đất còn rơi vải hai tượng người điêu khắc nhỏ, trên tay phải của nó thì cầm một con dao khắc, dao khắc đang hơi hơi vẽ vời trong không khí. Đột nhiên, Trần Tiểu Bàn bất thình lình cười cười, nụ cười này khiến lòng tôi lạnh ngắt. Hôm nay là ngày gì? Trần Tiểu Bàn bất chợt mở miệng hỏi. Âm thanh giọng điệu của nó thì càng kỳ quái hơn, toát ra một vẻ già dặn. Tôi nhíu nhíu mày, trong lòng âm thầm trở nên cảnh giác. Lẽ nào Trần Tiểu Bàn trúng vong rồi? chỉ là nhìn mắt nó thì lại chẳng có mấy biến hóa nếu bị vong nhập thì sắc mặt biểu cảm đều sẽ có sự thay đổi tôi cực lực tìm kiếm xem nó có có chút nào giống lý âm dương không nhưng lại vẫn chẳng tìm thấy chỗ nào tương đồng tôi chậm chậm bước đến vị trí càng gần với cạnh giường hơn đã chuẩn bị sẵn sàng cưỡng chế đưa trần tiểu bàng ra ngoài rồi nhưng đúng vào lúc này trần tiểu bàng đột nhiên lại hỏi một câu nói mày chẳng phải định đưa tao ra ngoài à hôm nay là ngày gì mày không biết Lòng tôi càng cảnh giác hơn Vẫn không trả lời Lúc này tôi đã sắp đi đến cạnh giường rồi Trần Tiểu Bàn bất chợt lắc lắc đầu nói Hôm nay là cốc vũ Mùng 5 tháng 3 Năm mậu tuất Tháng bính thìn Ngày nhâm ngọ Hợp an táng Ngày ngọ trấn vật dùng bạch kê Đào nhân Diện kê Thanh thạch Địa hoàng Tan chi Nhập mộ là cát Sự cảnh giác của tôi càng mạnh hơn Bởi vì những gì Trần Tiểu Bàn nói đã ngày càng thâm sâu huyền bí hơn đây hóa ra là nội dung trong băng hoang thốt cố tử vong trấn vật nhị thập tứ tiết khí trấn vật phù. Đã là phần nội dung sâu xa huyền bí trong trạch kinh rồi. Trần Tiểu Bàn Tuyệt đối đã từng tiếp xúc với Lý Âm Dương. Nói cách khác, Trần Tiểu Bàn làm gì có bản lĩnh tìm thấy Lý Âm Dương được. Sợ rằng là những lời thẩm kế nói với tôi kia đã phát sinh rồi. Sau khi Lý Âm Dương phá xác, hóa ra lại lan tỏa ra nhanh như thế này. Cho dù là Trần Tiểu Bàn không trúng vong, nhưng trên người nó nhất định đã phát sinh chuyện còn đáng sợ hơn Nên mới khiến nó biết được những thứ này Tay tôi mò ra một chiếc la bàn nhái Tôi không tiếp tục lên tiếng nữa Mà vụt bước lên trước một bước La bàn nhái trực tiếp úp về phía đỉnh đầu của Trần Tiểu Bàn Con dao khắc trong tay Trần Tiểu Bàn Lại đột ngột đâm thật mạnh vào cái tượng người gỗ điêu khắc ở trong tay trái nó Tôi bất chợt cảm giác vị trí ngực đau buốt từng cơn Cái cảm giác đau đớn này khiến mặt tôi trắng nhợt, Không nhìn nổi mà hét thảm lên một tiếng trực tiếp quỳ sụp luôn xuống đất, ông chặt lấy ngực. Cảm giác đau đớn này khiến mắt tôi đỏ cả lên, cổ họng không khống chế được mà phát ra tiếng khục khục, vô cùng khó chịu, hô hấp cũng bắt đầu không thông suốt nữa. Ngày giờ không đúng, nếu hôm nay là 22, thì cho mày chết tử tế rồi, tiếc rằng hôm nay là 20, chết vì bệnh lao, mới hợp thiên nguyệt xuất tan. Trần Tiểu Bàn từ trên giường bước xuống, nó đến trước mặt tôi, giơ tay túng lấy cái dây vải ở trên vai tôi. Cái dây vải này, Chính là sợi dây treo cái hộp gỗ dài đựng kim toán bàn. Mày đứa đồ tôn này, tuy có độc địa chút, nhưng đem bàn tính, la bàn về, coi như mày có đạo hiếu, ta sẽ tìm cho mày một chỗ an táng tốt. Lúc nó không người cúi đầu tôi mới nhìn thấy, vị trí phía dưới bả vai của nó có dính một thứ, nhìn lên giống như là một mảnh áo đường phục, bên trên còn viết không ít chữ. Hơn nữa vẻ già dạ dặn trong lời nói của nó cũng càng nhiều hơn, da đầu tôi bắt đầu trở nên tê rần. Trần Tiểu Bàn đích thị là trúng vong rồi. Mà còn không giống với kiểu trúng vong thông thường. Trên người nó còn mang theo độ của Lý Âm Dương, chẳng trách thay đổi ít thế mà lại kỳ dị đến như vậy. Tôi cực lực định bò dậy phản kháng, nhưng trong ngực quá đau, đau đến mức một chút sức lực cũng chẳng có. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên một tiếng xé gió vù vù truyền lại. Tôi cực lực ngoảnh đầu lại nhìn một phát, người vào trong phòng chẳng phải chính là Trần Mù sao sắc mặt lão tối sầm, tay cầm gậy khóc tan, đánh thẳng về phía đầu của Trần Tiểu Bàn. Thứ Trần Mù vung ra không phải là cây gậy khóc tan phổ thông bình thường lão hay dùng, mà là cây gậy khóc tan bằng đồng kia. Bên trên còn có khắc áp trấn thần chú. Dây lụa trắng quấn trên thân gậy phát ra tiếng soàn soạt, Trần Tiểu Bàn vụt ngẩng đầu lên, vẻ mặt nó trong nháy mắt đã trở nên vô cùng hung hãn. sự biến hóa trong dây lát này, tôi mới nhìn ra. Thế này trông có vài phần giống với xác chết của Lý Âm Dương nó đột ngột giơ tay lên tượng gỗ cắm dao khắc trong tay lập tức vứt xuống đất hóa ra định trực tiếp đi đỡ cây gậy khóc tan mà trần mù vung tới lúc này cánh tay còn lại của nó dùng sức càng mạnh hơn đi giật sợi dây vải tôi cố nhìn cơn đau buốt không để ý được gì khác hai tay vụt buông ngực ra nhặt bức tượng gỗ và con dao khắc mà nó vứt xuống lên tôi rút mạnh con dao khắc ra lập tức cảm giác đau ngực liền giảm bớt quá nữa trên trán mồ hôi liên tục túa ra tôi một phát liền ngó thấy trên đầu bức tượng gỗ điêu khắc này có sinh thần bát tự của tôi Còn viết cả ngũ tạng dạng như tim gan tỳ phổi thận Chỗ mà dao khắc chọc vào Chính là vị trí phổi Nhanh chóng cất cái tượng người gỗ này đi Tôi một tay túng lấy cái hộp gỗ dài Ngay tiếp đó lại dùng dao khắc trạch một phát trước ngực Dây vải bực một phát liền đứt luôn Tất cả những việc này đều phát sinh trong nháy mắt Gậy khóc tan của trần mù Cũng đập thật mạnh lên trên tay của trần tiểu bàn Rầm một tiếng vang lên Trần Tiểu Bàn lại vững vàng đỡ lấy gậy này Có điều nó cũng không cướp được bàn tính Điều khiến mặt tôi biến sắc kinh hãi là tại sao gậy khóc tan có áp trấn thần chú đánh lên tay nó Mà chẳng gây ra thương tổn gì Nó chẳng phải bị vong nhập sao Ít nhất lẽ ra cũng phải đánh văn lý âm dương ra Hoặc là nó đau đớn vạn phần mới đúng Dây tiếp theo tôi mới phát hiện Trên tay Trần Tiểu Bàn Chẳng biết từ lúc nào hóa ra cũng đã đeo lên một đôi găng tay Rõ ràng là găng tay tiên xám Thần ba, có điều thần bà lại dùng áp trấn thần chú của đạo sĩ nhà họ liễu Đạo sĩ xuất đạo mà lại còn vừa mắc thứ thần bà mắc mù Đúng là nắng to rồi thì chuyện gì cũng có Trần Tiểu Bàn rõ ràng vẫn là một đứa trẻ con non đất, Nhưng lời nói ra lại ngày càng già dặn Nó đột ngột nghiêng tay một cái Rồi cuộc mạnh thật mạnh ra sau một phát Trần mù hự lên một tiếng Cả người đều loạn choạng lao về phía vách tường phía sau Chỉ là Trần mù vừa lao ra ngoài mấy bước thì cánh tay còn lại của lão đột ngột túng lấy trảm quỷ đao trên thắt lưng ném mạnh một phát ra sau lưng lão tay giơ đao hạ đao bay tay hạ trảm quỷ đao giống như một chiếc phi đao bị ném thẳng ra cánh tay phải của trần tiểu bàn bị hất tung lên cao rầm một phát trần mù đập lên trên tường lão hự lên một tiếng cả người cũng trượt ngã xuống đất rõ ràng là không chống đỡ được với lực cuộc ban nảy của trần tiểu bàn vung đao cũng là một đòn liều mạng Trảm quỷ đau bay ra khỏi phòng, chẳng biết cắm vào chỗ nào ở ngoài sân, cũng phát ra một tiếng trầm nặng nề. Đồng thời, cánh tay của Trần Tiểu Bàn cũng rất mạnh xuống đất, máu tươi điên cuồng ào ra, sắc mặt Trần Tiểu Bàn càng âm u hung hãn nhìn tôi, rồi lại ngoảnh đầu nhìn Trần Mù một cái. Tay trái của nó móc lên trên ngực một phát, thứ lôi ra ngoài hóa ra là một miếng thịt, một miếng thịt toát ra khí đen. Lòng tôi càng lạnh ngắt hơn nữa, ngoài việc kinh hãi, tôi đồng thời cũng rút gậy khóc tan ra chồng chọc nhìn Trần Tiểu Bàn, nó lại định làm gì nữa. Cũng đúng vào lúc này, một tiếng quát uy nghiêm chính khí, vang vọng bên tai. Đông Bắc đặt thanh thạch, Đông Nam đặt hồng thạch, Tây Nam đặt bạch thạch, Tây Bắc đặt hát thạch, huyệt giữa đặt hoàng thạch. Chú viết, ngũ tinh bát địa thần linh phù hộ, tuế tinh bên trái, thái bạch bên phải. Huynh hoặc phía trước, thần tinh đứng sau. Trấn tinh canh giữa, tránh trừ tai họa. Yêu dị tai biến, ngũ tinh nhiếp ấn. Người chết yên tĩnh, người sống phúc thọ Lập tức tuân luật lệnh Trong tiếng động vèo vèo, năm viên đá màu sắc khác nhau bắn vào trong phòng Phân biệt bốn viên rơi lên bốn phía trên người Trần Tiểu Bàn Duy nhất một viên hoàn thạch, rơi lên trên đầu Trần Tiểu Bàn Liễu dục chú ra tay rồi hơn nữa đây chẳng phải chính là an ngũ tinh trấn phù mà hồi đó Dương Hạ Nguyên từng dùng để trấn Dương Thanh Sơn đó sao? Thân người Trần Tiểu Bàn đột nhiên một phát liền bất động, Tay của nó vốn đã đưa lên đến miệng Cũng trở nên cứng đờ lại Liễu dục chú rõ ràng người còn chưa đến Chỉ là phù thạch tới trước thôi Tôi vốn thở vào một hơi nhẹ cả người Trong lòng cũng cực kỳ lo lắng Bắt buộc phải nhanh chóng khiến Trần Tiểu Bàn khôi phục bình thường Cho người đưa nó đi bệnh viện Đứt mất một cánh tay thế này Thì đúng là có thể mất mạng thật đấy Thế nhưng đúng vào lúc này Thân người Trần Tiểu Bàn lại run rẩy kịch liệt Con mắt nó thậm chí còn chảy ra huyết lệ Tay trái cũng nhúc nhích rồi Ánh mắt của nó cũng đã thay đổi, không còn vẻ hung ác của Lý Âm Dương lúc nãy nữa, mà ngược lại là thành oán hận. Nó thế này là đang oán hận nhìn tôi. Hơn nửa viên hoàng thạch trên đầu nó rõ ràng cũng sắp rớt xuống rồi. Đến cả liễu dục chú, mà hóa ra cũng không trấn nổi trần tiểu bàn bị trúng vong. Miếng thịt trên tay trái, mắt nhìn liền sắp nhét vào trong miệng, tôi làm sao dám để nó ăn vào được, quát lớn một tiếng tiểu bàn, mày tỉnh táo chút. Rồi vụt đạp bước lên trước, một phát túng lấy tay trái của trần tiểu bàn đồng thời tay dùng sức ấn lấy viên hoàng thạch kia để nó ổn định lưu lại trên đỉnh đầu thằng bé lúc này lực trên tay nó mới thả lỏng xuống tôi cũng không dám ngừng nghỉ sau khi buông tay nhanh chóng mò ra chỗ sau bả vai của trần tiểu bàn dùng sức xé một phát rẹt một tiếng tôi xé xuống một mảnh vải dính ở bên trên đây chính là một miếng trách của đường phục bên trên viết rời rạc rất nhiều con chữ thâm sâu huyền bí đều là đến từ nội dung của trạch kinh Thân người của Trần Tiểu Bàn lúc này mới bịch một phát quỳ sụp xuống đất, tiếp đấy lại ngã lăn ra, bất tỉnh nhân sự. Tiếng bước chân vội vã vọng lại, Liễu Dục chú lao vào trong phòng, thanh kiếm đồng thau trong tay gã chỉ thẳng vào giữa lưng Trần Tiểu Bàn. Tôi run rẩy tiếp tục chầm chầm nhìn mảnh vải kia mấy giây nữa, rồi nhét nó vào trong tay Liễu Dục chú, nói: "Lý Âm Dương phá sát ra ngoài rồi, những người khác thế nào rồi? Phải nhanh chóng bảo đạo sĩ của trường Thanh Đạo quán đưa Tiểu Bàn đi viện." anh giúp tôi chăm sóc cho chú Trần một chút. Tôi không đợi được câu trả lời của liễu dục chú, cũng chẳng kịp nhìn thêm xem Trần mù thế nào, ít nhất tôi xác định được lão không nguy hiểm đến tính mạng, lúc này đang nhấc người bò dậy. Tôi nhanh chóng không lưng, sẽ lấy một mảnh vải áo đi buộc vết thương trên vai Trần Tiểu Bàn, tiếp đấy lại cổng nó lên lưng, đồng thời nhặt cánh tay đứt kia lên, chạy ra phía ngoài cổng. Kết quả tôi vừa chạy ra đến cửa, thì rắc một tiếng, cả cái bầu cửa đã gãy luôn rồi. Trong lòng tôi càng lạnh ngắt Lý âm dương đúng thật là tính toán hết rồi Phải lấy mạng của tôi Ban đầu tiên lúc Trần Tiểu Bàn trúng vong Nó niệm là chú Pháp Thiên Nguyệt Nhật Ngay tiếp đó lại là nội dung của băng hoang thốt Cố tử vong trấn vật nhị thập tứ tiết khí trấn vật phù Ông ta không những xếp đặt cho tôi chết vì bệnh lao Mà thậm chí còn làm gãy bầu cửa xong rồi đưa tan Đến cả trong phần mộ đặt thứ gì cũng đều chọn xong rồi Tôi không ngừng nghỉ, thậm chí chẳng cúi đầu nhìn bầu cửa lấy một cái, vẫn cứ chạy như điên ra ngoài. Đồng thời trong lòng tôi vẫn còn không khỏi sợ hãi, nếu như không phá được vụ trúng vong này của Trần Tiểu Bàn, không trút bỏ được con dao khắc trên cái tượng người bằng gỗ điêu khắc kia, thì có phải tôi đã vì phát bệnh lao phổi mà chết rồi không? Bây giờ lòng ngực tôi vẫn còn có chút đau âm ỉ. Sau lưng vọng lại tiếng bước chân, tôi không dám quay đầu dừng lại, mà ở vị trí cổng thôn trước tầm mắt tôi đã có thể nhìn thấy đạo sĩ của trường thanh đạo quán đang cứu giúp dân thôn. Bọn họ có người thì dìu đỡ dân thôn, có người đang cổng dân thôn, dân thôn tổng cộng cũng chỉ còn lại mười mấy người, quá một nửa hoặc bị thương hoặc hôn mê, mấy người còn lại thì sợ hãi túng tụng lại với nhau. Khi tôi chạy đến trước mặt bọn họ, những dân thôn còn tỉnh táo kia càng sợ đến mức mặt mũi trắng bệt, rung lập cặp hỏi Trần Tiểu Bàn có phải chết rồi không? Giọng tôi cực kỳ khản đặc, nói từng chữ một, tiểu bàn đang nghe truyện trên TV audio CV sẽ không chết. Lúc nói câu này, vẻ mặt tôi cũng hung dữ thêm không ít, con mắt trợn trừng lên, trên trán gân xanh cũng nổi gồ hết cả. Thế nhưng trong nháy mắt tôi lại hối hận, những người dân thôn này đều không thù không oán gì với tôi, bọn họ đã rất sợ hãi rồi, tôi sao có thể dùng kiểu biểu cảm thần thái này để nói chuyện với bọn họ. Ngay tiếp đấy, tôi lập tức nhìn sang một đạo sĩ của trường thanh đạo quán đứng ngay trước mặt, trịnh trọng dặn dò hắn Bảo hắn giao người đang cổng trên lưng cho những dân thôn khác dìu đi Hắn cần cổng Trần Tiểu Bàn cho cẩn thận Bây giờ rời thôn ngay Lập tức tìm bệnh viện cấp cứu cho Trần Tiểu Bàn Tên đạo sĩ đó rõ ràng cũng hiểu tính quan trọng của sự việc Làm theo lời tôi nói cổng Trần Tiểu Bàn lên quay người liền bắt đầu đi ra phía ngoài thôn Những đạo sĩ còn lại thì không đi trước Cứ đợi cho tới lúc liễu dục chú ở phía sau nhanh chân đi lại xong bọn họ mới nhìn sang bằng một ánh mắt dò hỏi, đồng thời hỏi liễu dục chú nên làm thế nào. Liễu dục chú nói, trong thôn đã chẳng còn người, đưa bọn họ rời đi, người không đáng ngại thì qua trường thanh đạo quán điều dưỡng, định thần tụ hồn. Ngoài ra nhất thiết phải giữ được mạng cho đứa trẻ kia. Đây là trường minh đăng của nhà họ liễu, nó bị ác quỷ nhập vong, chưa chắc đã trụ được đến lúc tới viện, chăm đèn xong là đủ để cho nó có thể sống sót. Nói rồi, liễu dục chú lật tay, rút ra một chiếc đèn dầu bé xíu, trong đó có một cục mỡ đông màu trắng, bên trên là một sợi bất nến. Một tên đạo sĩ cung kính đón lấy, xong mới dẫn những người dân thôn kia lần lượt đi lên trên cầu, rời khỏi thôn. Tôi cũng vô cùng cảm kích nhìn sang liễu dục chú, nói một câu cảm ơn. Liễu dục chú lắc đầu, bình thản nói, không cần nói lời cảm ơn, nhân mệnh quan thiên, trả cái giá gì cũng đều xứng đáng. Thân người tôi hơi có chút cứng đờ, Người nói vô tâm, người nghe lại hữu ý Liễu dục chú cũng không cần thiết phải làm ra vẻ gì cả Đối với gã mà nói, chắc chắn là trong ngoài như một Nhưng theo như tôi nghe thấy, thì ít ra cũng biết được một chuyện Cây trường minh đăng đó, tuyệt đối không phải là vật tầm thường Thứ có thể kéo dài mạng sống, là báu vật thực sự Phía sau, Trần Mù cũng chống thanh trảm quỷ đao Bước chân có chút chậm chạp đi lại Chú Trần, chú không sao chứ Tôi vội qua dìu Trần Mù trán trần mù bị đập ra một vết thương không nhỏ, vẫn đang chảy máu. Không sao. Giọng điệu và sắc mặt của lão đều không chút biến hóa. Tôi hơi thở phào một chút, nhớ lại cảnh đánh đấu ban nãy, thì cũng mười phần nguy hiểm. Chỉ là Lý Âm Dương sau khi phá xác, thì nên đối phó như thế nào? Tôi không ngừng nghĩ, trực tiếp hỏi thẳng Liễu Dục Chú, bây giờ làm thế nào tốt nhất? Liễu Dục Chú đột nhiên nhìn quét qua một vị trí khác một cái, nói, cái người kia, đi rồi. Tôi ngẩn ra, lúc này mới phản ứng lại, Trương Nhĩ không thấy đâu nữa. Lập tức đầu mày liền nhíu chặt lại, lẽ nào là lão có phát hiện gì về mặt phong thủy? Trương Nhĩ hành sự thông thường đều không ra chiêu theo lối mòn, càng không bàn bạc với người khác. Ít nhất là cho dù có bàn bạc một kiểu với lão, thì lão chắc chắn vẫn còn có kế dự phòng. Nghĩ đến dây, lòng tôi liền bị trùng lên một lớp mây đen, lão thế này rất dễ lật thuyền trong mương, ở trong viên thị âm dương trạch lão đã từng trúng chiêu một lần rồi. Mà hiện giờ thứ ở trong thôn tiểu liễu còn là ác thi vũ hóa lý âm dương cơ. Tiểu bàn chỉ là một người bình thường, bị lý âm dương nhập vong xong đã đáng sợ như thế, nếu như lão bị vong nhập thì còn là trắc rối lớn cỡ nào nữa. Phải tìm chú trương ra, liễu đạo trưởng, anh có cách gì đối phó với lý âm dương sau khi phá xác không? Tôi lại nhanh chóng nói với liễu dục chú. Liễu dục chú cúi đầu nghĩ ngợi mất mấy giây, rồi trả lời, hồn về xác, trấn áp sát, chắc là có thể trấn được. Nhưng Trần Mù lại mở miệng nói, không dễ dàng thế đâu, ông ta sẽ ẩn nấp rất kỹ. Liễu dục chú nhìn sang tôi, mở miệng nói, vậy thì phải xem la thập lục cậu rồi, ông ta là âm dương tiên sinh, cậu cũng là âm dương tiên sinh, còn sống kiểu gì cũng phải có năng lực hơn đã chết. Việc này, vẻ mặt tôi cứng đờ một phát, hít sâu một hơi, tôi nói, nếu nói năng lực thật, sợ rằng tôi chỉ hơn lý âm dương chỗ còn thở, âm dương thuật của tôi trước sau gì vẫn còn quá nông cạn Tôi chỉ có thể dùng phương pháp bát quái thử tìm ông ta Ông ta chắc chắn sẽ biết việc này Nói không chừng sẽ chuyển tới phương vị khác Chưa chắc, người quá tự tin cũng sẽ tự phụ Người có năng lực thông thường đều tự tin, tìm đi Liễu dục chú trực tiếp nói luôn Tôi không nói thêm nữa, lấy định la bàn ra, đồng thời bởi vì cái hộp gỗ dài đựng kim toán bàn bị đứt dây vải, nên tôi chỉ có thể lấy kim toán bàn ra khỏi cái hộp gỗ, sau đó cất vào trong một cái túi trong đặc thù của đường phục. Cúi đầu chầm chầm nhìn kim chỉ của định la bàn, lúc này kim không ngừng xoay, lượng vòng nhanh như bay, đồng thời lại có tướng kim nghịch ẩn hiện. Đại biểu cho việc ở đây không những có ác âm, mà còn xuất hiện kẻ ngỗ nghịch, vào chỗ này có họa sát thân, họa huyết quang. Chỉ liếc một cái, sự chú ý của tôi liền nằm trên phương vị, lẩm bẩm nói càng tam liên không lục đoạn chấn ngưỡng vu ps chén ngửa trấn phúc uyển S bát úc đoài thường khuyết tốn hạ đoạn tôi cũng ngồi xổng xuống đem ba chữ lý âm dương này viết lên trên đất khoanh vòng bộ mộc trong chữ lý nguyệt trong chữ âm nhật trong chữ dương ngay lập tức mặt tôi liền biến sắc nói phương pháp bác quái sợ nhất là gặp phải ba phương vị mộc là tốn vị tốn vị là gió gió ở đông nam nguyệt là âm âm lại là địa không vị là mẫu là vải bố là nồi là đất keo kiệt nhật là dương tượng trưng hỏa ly hỏa tại nắng chiếu tôi nói hết xong trên trán càng liên tục túa mồ hôi nói trừ tốn vị đông nam hai chỗ khác đều cực kỳ khó tìm chỗ đất lợn sắt và chỗ đất nhật chiếu đất lợn sắt hoặc giả không đổi nhưng đất nhật chiếu thì đều đang thay đổi mọi lúc trời chưa sáng thì không thể tìm thấy nói đến đây Thân người tôi đột ngột trùng mình một cái Lẩm nhẩm nói Tôi biết rồi Ông ta chắc chắn ở chỗ đất nhật chiếu Sắc mặt liễu dục chú sững lại Gã trầm giọng nói Chẳng phải đã nói là không dễ tìm sao Tại sao lại xác định được rồi Tôi không nhịn nổi Mặt mày tái nhật Nói từng câu từng chữ một Hai chỗ kia tuy khó Nhưng nhất định có thể tìm thấy Đất nhật chiếu cũng nhất định có thể tìm thấy Nhưng trong đó có một vấn đề Đất Nhật chiếu chỉ vào giờ ngọ ba khắc mới có thể tìm kiếm, mà giờ ngọ ba khắc là giờ đại âm, một khi chúng ta lại gần ông ta, ông ta nhất định sẽ phát hiện, vậy nên chính vào giây phút tìm thấy, liền phải lập tức động thủ. Thế nhưng lúc đó lại là giờ đại âm, chúng ta làm sao dám động thủ? Muốn chết sao? Nói xong câu này tôi cũng có một thứ cảm giác bất lực. Lý âm dương quả nhiên là lý âm dương, không chỉ phong thủy vô song, mà còn tính toán không chút sơ hở chúng tôi dám động thủ thì ông ta liền có thể giết người ông ta nếu đã ở chỗ đó thì có hai khả năng một là ông cây đợi thỏ chúng tôi bèn là thỏ dám đâm đầu vào tại thời điểm đó còn ông ta chính là thợ săn thế nhưng nếu không tiến tới ông ta chạy mất thì lần sau bèn sẽ không còn cơ hội cho chúng tôi nữa đầu mày liễu dục chú nhíu chặt gã nhất thời cũng chẳng mở miệng nói nữa qua mấy giây đồng hồ liễu dục chú ngửa mặt nhìn trời Tiếp đấy gã lại sờ sờ trước ngực mình Rồi đột nhiên nói La thập lục Đúng thật là chẳng còn cách nào khác dụ ông ta ra ngoài sao Tôi gật gật đầu Rồi lại lắc lắc đầu Mất tự nhiên nói Chúng ta hiểu biết về ông ta quá ít Kể cả có phải gieo quẻ Thì cũng cần sinh thần bát tự của ông ta Bàn tính La bàn Sách trên người cậu lẽ nào không phải từng là đồ của Lý Âm Dương Liễu dục chú tiếp tục hỏi Lâu quá rồi Hơn nửa số lần đổi chủ quá nhiều Tôi vừa nói xong, Liễu Dục chú lại bất chợt nói, vật liên quan mật thiết với ông ta, bèn là viên thi đang đó. Nếu như thi đang đặt ở một chỗ nào đó, ông ta nhất định sẽ tới lấy, hoặc giả tôi trực tiếp hủy bỏ viên ác thi đăng này, thì còn sợ ông ta không ra ngoài sao? Việc này lòng tôi lại chấn động một phát. Trần Mù quả quyết mở miệng, không được dùng thi đang dụ ông ta, ngộ nhỡ có vấn đề gì, ông ta lấy thi đang về thì công sức trước đây đổ bể hết chúng ta không những chết ở đây mà còn hậu họa không lường. Liễu dục chú bình tĩnh trả lời, tôi sẽ không thất thủ, có điều nếu ông đã lo lắng, vậy thì tôi bèn dùng phương thức hủy thi đang ép ông ta, nếu ông ta ra ngoài rồi, thì lập tức thu ác thi đang về, kết liễu ông ta. Trần mù cúi đầu, chăm một điếu thuốc lá cuộn, lão bập bập hai hơi, nói, thập lục, có thể tìm trương nhĩ ra không? Bây giờ cần đọc trong tay lão, nếu chú nhớ không nhầm, một khi trúng độc tố của nắm đầu xác, thì xác chết hóa xác sẽ kết thúc việc hóa xác hoặc giả dạ xác chết phá xác này cũng sẽ ngừng lại chỉ là không xác định được có mấy phần hiệu quả đối với xác vũ hóa tôi lấy điện thoại ra mất tự nhiên lắc lắc đầu nói không có sống tên của chú trương dùng phương pháp bát quái cũng không cách gì tìm được không biết chú ấy đi làm gì rồi sợ là chú ấy sẽ không ra chú ấy chắc chắn có mục đích thêm một người như lão cũng chẳng giúp đỡ được gì bớt một người như lão cũng sẽ chẳng có ảnh hưởng gì La thập lục, chọn một địa điểm đi, tôi phải mở đàn, hủy thi đang không dễ, đây là vật ngưng tụ tôi luyện tinh hoa ánh trăng, bắt buộc phải thận trọng làm phép, hoặc giả giây phút mà ông ta xuất hiện đó. Tôi sẽ hủy thi đang trước cũng không biết chừng, chúng liên quan mật thiết với nhau, nhất định sẽ bị thương. Liễu dục chú dục tôi một tiếng. Tôi hít sâu một hơi, để tư duy bình ổn lại, bây giờ cũng chỉ có thể thế này thôi. Nghĩ ngợi một lát, tôi nói, vậy thì về nhà tôi đi, Tiền thể tôi tìm kỹ trong nhà xem, liệu còn có thứ gì của ông nội tôi có liên quan với Lý Âm Dương không? Xác định chưa? Tới lúc đó đánh đấu lên, là nhà cậu mất luôn đấy. Liễu Dục chú lại hỏi tôi một tiếng. Tôi cúi đầu nói, Trực giác bảo tôi nên về nhà. Lý Âm Dương trong vô tận có sự cảm ứng, đấy cũng là nơi ông nội tôi sinh sống cả một đời, hoặc giả ông nội tôi cũng đang từ trong vô tận nhìn chúng ta. Nói cho cùng, ác thi hình thành là bởi vì hận. Quán hận của ông ta không cách gì giải quyết nên mới thành ác thi. Lý âm dương sinh thời nhất định không phải là người cực ác, nếu không bây giờ ông ta sẽ còn dữ hơn. Nói xong, tôi bèn quay người dẫn đường, đưa liễu dục chú và trần mù đi về hướng nhà tôi. Trong quá trình này, tôi phát hiện mảnh đường phục lúc trước giật từ trên người trần tiểu bàn xuống chẳng biết đã làm mất từ lúc nào rồi. Ngoảnh đầu nhìn về hướng nhà trưởng thôn một cái. Bây giờ trong thôn không còn người sống, Tôi cũng chẳng có tâm trí đi tìm Bởi vì vừa nãy chỉ để ý cổng trần tiểu bàn đi Cũng chẳng biết rất mất ở chỗ nào Nếu như ở trên đường Lúc này gió đêm đã thổi rất lâu rồi Sớm đã chẳng tìm thấy nữa Không cần thiết phải đi kéo dài thời gian Cổng thôn cách chỗ nhà tôi không gần Về nhà tôi cũng tốn mất thời gian 7-8 phút Bước vào cổng Trong nhà vẫn giống hệt với lần trước khi tôi rời đi Không hề có thay đổi gì cả Chỉ có điều tôi cảm giác ở đây hình như càng yên tĩnh hơn Bên trong căn nhà tĩnh mịch, hơi thở đều rất rõ nét, thậm chí cho tôi một thứ cảm giác, trên đất mà có rơi một cây kim tôi cũng đều có thể nghe thấy tiếng động. Liễu Dục chú cũng không nói thêm gì khác, trực tiếp bèn đi vào trong gian chính nhà tôi, bê cái bàn gỗ vuông trong gian chính ra ngoài, đặt ở chính giữa sân. Tôi cần thời gian nửa giờ để chuẩn bị, mấy người tùy ý. Liễu Dục chú nhàn nhạt lên tiếng, Trần mù đi đến trước bầu cửa, lão trực tiếp ngồi luôn lên trên bầu cửa, mò thuốc lá cuộn ra liên tục hút. Tôi rõ ràng nhìn ra được sự mệt mỏi của trần mù, con mắt màu xám trắng cũng chẳng che giấu nổi. Tôi phân biệt đi rót cho bọn họ mỗi người một bát nước, liễu dục chú uống xong, liền lấy từ trên người xuống rất nhiều vật phẩm, bày lên trên cái bàn gỗ vuông. Trần mù một tay cầm thuốc, một tay bưng bát nước, hạ giọng nói bảo tôi không cần lo cho lão. Bây giờ không phải là lúc rề rề ra trà gì nữa, tôi cũng không đi theo liễu dục chú, bởi vì tôi chẳng giúp được gì cả, mà vào trong phòng của bà nội tôi, trên cơ bản là tôi bắt đầu tìm từng cm một. Ông nội sống trong căn nhà này cả một đời, chuyện của Lý âm dương quan trông như thế, ông kiểu gì cũng nên để lại một số thứ gì khác chứ. Kiểu gì cũng không thể chỉ có mỗi tờ sơ đồ dặn dò hậu bối lên núi đấy chứ. Hơn nữa trên tờ sơ đồ đó cũng không chỉ là dặn dò tôi Mà còn là nhắc nhở bản thân ông Trong lúc suy nghĩ Trên cơ bản tôi lôi tất cả tủ ra lục lọi Nhưng chẳng tìm thấy gì cả Cuối cùng dừng lại Tôi cảm giác bản thân sợ là tìm nhầm chỗ rồi Nếu ở nơi rõ ràng như thế này Bà nội đã phát hiện từ lâu rồi Bà không thể nào không đưa cho tôi Nghĩ đến đây Trời xuôi đất khiến thế nào mà tôi lại ngẩng đầu lên Trước tiên là nhìn nhìn dưới đất Rồi lại nhìn nhìn xa nhà Cuối cùng tôi phát hiện, căn nhà này của nhà tôi tại sao trên phong thủy cũng có chút vấn đề nhỏ. Tôi trước đây đều chưa từng phát hiện, xà nhà gian phòng này của bà nội có chút lớn một cách không bình thường, số lượng cũng nhiều một cách không bình thường. Trên đỉnh đầu có ba khúc gỗ xà nhà bắt ngang, bắt thêm mấy khúc gỗ nữa là có thể ngăn ra thành một căn gác lửng luôn rồi. Tôi lập tức liền vào trong phòng để đồ tìm một cái thang ra, sau khi bê vào trong phòng, tôi liền dùng thang trẹo lên trên xà nhà kết quả tôi nhìn thấy bên trên xà nhà hóa ra là một cổ quan tài một cổ quan tài không hề lớn nhưng đen xỉ hết mức trước đầu quan tài còn dán một tờ giấy đã ố vàng bên trên viết quan nóc trạch vật trấn trạch nhìn thấy không được bàn tán nếu không đứt miệng lưỡi mất nhân hồn nhớ kỹ trương cửu quái lưu thư cánh tay chống trên thang của tôi lòng bàn tay trong nháy mắt đã rịn mồ hôi kinh ngạc nhìn tờ giấy đã ố vàng đó Tôi vốn cho rằng sẽ tìm thấy thứ gì đó liên quan do ông nội để lại Nhưng không ngờ Hóa ra lại là một tờ giấy do trương cửu quái để lại Và còn cả một cổ quan tài đen Tôi chú ý cẩn thận rời khỏi thang Thuận theo xà nhà Cứ thế trèo đến trước cây xà ngang ở giữa Chầm chầm nhìn tờ giấy đó Nội dung bên trên Càng khiến tâm mày tôi nhíu chặt lại Trương cửu quái là dương toán cao nhân Danh tiếng của ông ta lớn như vậy Nếu như đã để lại bức thư này vậy thì bà nội tôi nhìn thấy nhưng không nói ra nguyên nhân cũng đã rất rõ ràng rồi tôi không hề cảm thấy rằng sinh sống mấy chục năm trong một căn nhà lại sẽ không biết được trên xà nhà có đồ nghĩ lại một chút tôi cũng từ nhỏ lớn lên ở đây theo lý mà nói trẻ con lẽ ra càng nghịch ngợm hơn sẽ phát hiện ra trong nhà cất giấu một số sự vật gì đó mới đúng kết quả tôi chẳng phải cũng chẳng biết gì cả sao vứt bỏ những tạp niệm trong đầu óc tôi ngẩn ngơ nhìn tờ giấy đó rồi sau khi lại nhìn thêm hồi lâu tôi có thể khẳng định một việc cổ quan tài này không thể là do một mình trương cửu quái để lại được ông ta biết dương toán ông nội tôi biết âm thuật cách nói quan nóc trạch vật trấn trạch này không thể nào đến từ trương cửu quái chắc là cũng có sự phối hợp của ông nội tôi chứ nếu không ông ta làm sao có thể đặt một cổ quan tài trong nhà tôi được vậy quan tài mà hai người bọn họ phối hợp để lại bên trong lại có thứ gì trong lúc suy nghĩ nhịp tim của tôi cũng đập nhanh thêm không ít thận trọng lại gần quan tài, tôi phát hiện cổ quan tài này chưa hề phong quan, có điều ở vị trí chính diện của quan tài, còn có dán một tấm bảng, bên trên viết, hợp thọ một dừng quan, trong quan áo mão chủng. Cực lực khiến hơi thở bình ổn lại, tôi không ngừng nghĩ, mà thận trọng đẩy mở nắp quan tài ra, không để cho nó rơi từ trên xà nhà xuống dưới. Sau khi mở nắp quan tài ra xong, sọc vào mũi là một thứ mùi mốc nhàn nhạt, quanh năm không thông gió mới sẽ có loại mùi này dùng đèn pin điện thoại soi sáng phần đấy quan tài đặt một số đồ vật đường phục được gấp gọn gàng hai chiếc mũ cùng với một cái rương gỗ nhỏ áo mão chủng này chắc chắn không phải là áo mão chủng của ông nội trong di thư của trương cửu quái lúc ông ta và ông nội phân biệt ông nội còn chưa chết chỉ là trong di thư nói ông hoặc giả đã chết rồi mà trương cửu quái và ông nội tôi đồng thời lập ra áo mão chủng vậy thì chỉ có khả năng là của lý âm dương rồi chỉ là tôi ngàn vạn lần không ngờ tới Lý Âm Dương còn có một cái áo mão chủng ở trên xà nhà nhà tôi Đường phục và mũ cũng là trang phục lúc sinh thời của ông ta Tôi không động vào, thò tay mở cái rương gỗ nhỏ kia ra Bên trong xếp một tập thư dày cộm Bên trên nhất còn đè một quyển sổ Bìa sau quyển sổ hướng lên trên Tôi vốn định trực tiếp thò tay qua lấy Có điều do dự một chút Tôi vẫn lấy găng tay tiên xám ra đeo lên Sau khi cầm quyển sổ kia lên xong thứ đầu tiên tôi nhìn thấy là chữ trên bức thư đầu tiên gia thư tôi cúi đầu xuống trong nháy mắt bì chính của quyển sổ kia viết dọc mấy chữ bằng bút lông sơn giả tạp ký lý âm dương thủ lục tay tôi run rẩy một phát tim suýt nữa thì nhảy từ cổ họng ra ngoài đơn giản là một quyển tạp ký thủ lục sẽ không hề khiến tôi thế này thứ khiến nhịp tim tôi thay đổi là bởi vì trên bì chính của quyển thủ lục này còn có một nguồn máu thời gian nhiều năm năm tháng ăn mòn vết máu sớm đã hoàn toàn khô kiệt hình thành một mảng dấu ấn màu đen đỏ người giống như lý âm dương thế này thời trẻ ngao du tứ phương rất nhiều thứ đều tiện tay viết ra một số tạp ký thứ gọi là sơn giả ký sử một bộ phận tương đối đều đến từ những phương sĩ như ông ta thế này trên tạp ký có máu việc này không tầm thường tôi hít sâu một hơi lật trang đầu tiên ra thứ viết bên trên chẳng qua là một số nơi thôn giả phát sinh sự kiện quái dị hoặc là vùng đất phong thủy nhanh chóng lật mười mấy trang tôi phát hiện lý âm dương có một thói quen ông ta đến bất cứ nơi nào giải quyết bất cứ việc gì đều sẽ ghi chép lại tôi vốn cho rằng tôi sẽ nhìn thấy tên của ông nội tôi là trung lương hoặc trương cửu quái xuất hiện trong đây trước nhưng không ngờ rằng ba chữ mà tôi nhìn thấy trước lại là viên hóa thiệu lòng bàn tay lập tức liền định mồ hôi phát hiện ngoài ý muốn này không chỉ khiến tôi có thể biết được chuyện của lý âm dương mà hóa ra còn có thể biết được chút ít lai lịch của viên hóa thiệu. Tôi đang chuẩn bị tiếp tục đọc kỹ, thì bên ngoài lại vọng vào tiếng liễu dục chú gọi tên tôi. Định thần lại, tôi mới phát hiện tôi lên trên xà nhà đã rất lâu rồi. Do dự một chút, tôi bê cái rương gỗ nhỏ kia ra, đem quyển tạp ký của Lý Âm Dương đặt lại vào trong rương, tiếp đấy đậy nắp quan tài, rồi kẹp lấy rương trèo xuống dưới. Điều kỳ dị là, kim toán bàn cất bên trong túi áo đường phục của tôi lại dao động loạch xoạch, phát ra tiếng va đập len ken giòn giả. Tôi vừa trèo xuống thang, một tờ giấy ố vàng lại từ trên xà nhà rớt xuống, lượng rơi đến trước mặt tôi. Càng kỳ dị hơn là, chữ viết bên trên đang từ từ trở nên nhạt đi, rất nhanh chữ viết đã gần như nhạt đến mức như tiêu biến không thấy nữa, giống như tờ giấy này trong nháy mắt đã bị phong hóa rồi vậy. Tôi trịnh trọng nhặt nó lên, sau khi gặp lại xong cất vào trong rương gỗ, để rương gỗ lại trên đầu giường bà nội, rồi tôi ra khỏi phòng. Trong sân, Liễu dục chú đã chuẩn bị xong tất cả các bố trí Trên bốn góc của chiếc bàn gỗ vuông Phân biệt có bốn chiếc gương đồng Gương đồng này đang ánh lên ánh sáng Thứ ánh sáng ánh lên là loại ánh sáng lạnh màu vàng đồng Phía trước gương đồng Bèn được đốt cháy bốn cây nến Cái hộp đá để ác thi đan Được một cái giá bằng đồng dựng lơ lửng trên không Phía dưới thì đốt một cây nến to thô hơn Bên trên còn khắc thứ phù văn đặc thù Phía trước dựng một cây phất trần Bên cạnh phất trần còn có một cọc cờ phướng Đều là loại cờ nhỏ Trên đầu liễu dục chú lại còn đội lên một chiếc mũ Trước đây tôi chưa từng nhìn thấy gã đội mũ Không thể không nói Bản thân liễu dục chú mang một bộ dạng chính phái Vân ngang trên trán cũng không hung dữ Chỉ là vô cùng nghiêm khắc Mặc thủ thành quy mà thôi Bây giờ đội một chiếc mũ tròn của đạo sĩ lên Trông càng trang trọng nghiêm túc Gã không hề cầm kiếm đồng Trong tay ngược lại đang giữ một chiếc chung nhỏ Trần Mù đã chẳng còn ngồi trên bậu cửa nữa, lão đứng dậy, thần sắc hơi có chút nghiêm trọng, một tay đặt trên gậy khóc tan, rõ ràng là chuẩn bị sẽ động thủ bất cứ lúc nào. Tôi cũng hiểu ra ý tứ của liễu dục chú, gã gọi tôi là đại biểu cho việc gã sắp bắt đầu động thủ hủy đang rồi, vậy trong thời gian này, lý âm dương hoặc giả sẽ bị ép ra ngoài. Trừ phi ông ta trơ mắt nhìn thi đang bị hủy. Tôi không phát ra âm thanh nhắc quản liễu dục chú, mà rút gậy khóc tan ra nắm chặt, gật gật đầu ra hiệu với liễu dục chú. Đồng thời, tôi cũng nhìn quét tứ phía, vạn phần cảnh giác. Liễu dục chú hạ giọng ho khẽ một cái, hắn hắn giọng. Dây tiếp theo, gã đột ngột vụt lắc cái chuông trong tay. Tiếng tinh tan giòn giả, trong nháy mắt không ngừng vang vọng trong sân. Giây phút tiếng chuông này vang lên, dường như sương mù trên trời đều bị xé ra, tiếng hồi âm thì càng liên miên không dứt, giống như xuyên thấu bầu trời đêm vậy. Cùng lúc này, ngọn lửa của bốn cây nến kia cũng cháy bùng càng mạnh mẽ hơn, cây nến cháy ở phía dưới thi đan, ngọn lửa còn càng dữ dội hơn gấp tận mấy lần. Trên thi đan bốc lên từng đợt khí đen, lẫn vẫn không dứt, cả cái sân đều tràn ngập một thứ mùi xác thối nồng nặc. Thi đan này đã bắt đầu bị tổn hại rồi. Liễu dục chú không hổ là liễu dục chú, gã giờ còn chưa động thủ, chắc là cố ý hành hạ lý âm dương. Gã không một phát khiến ông ta mất mạng luôn, mà là dùng dao cùng cắt thịt lúc trước tôi đúng thật sợ liễu dục chú cho một kiếm xuống là thi đan mất luôn mà lý âm dương còn chưa kịp tới nhưng bây giờ rõ ràng không có khuyết điểm này mùi xác thối càng ngày càng mãnh liệt gương đồng dưới sự chiếu rọi của bốn cây nến tỏa ra thứ ánh sáng đồng hút hồn người cây nến lớn đang thiêu đốt cái hộp đá chứa ác thi đan lửa cháy cũng càng mạnh mẽ hơn cả ngọn lửa nến gần như sắp bao trùm hết lấy cái hộp đá viên thi đan trắng trông như ngọc trong đó cũng toát ra chút màu đỏ cam thậm chí còn có một thứ cảm giác lưu chuyển, giống như có thể tan chảy bất cứ lúc nào. Lại là một tiếng tinh tan giòn giả vang vọng bầu trời đêm, sau âm thanh này, tiếng chuông lay động không ngừng, thậm chí còn hình thành một giai điệu đặc thù, uyển chuyển mà cao vút, toát ra một thứ cảm giác linh hoạt huyền ảo không tả ra được. Sau mười mấy giây, liễu dục chúc vụt đem cái chuông nhỏ dập một phát lên mặt bàn. Bóp một tiếng, tất cả nến trên bàn gỗ đều đột ngột tắt ngúng. Giây phút ánh lửa nến tắt đi, dường như tia sáng cuối cùng phản chiếu ra trên bốn mặt gương đồng kia, toàn bộ đều hội tụ lên trên ác thi đan. Liễu dục chú rút cây quốc vàng trên thắt lưng ra, cẳng tay gã vung lên cao, liền định chém về phía ác thi đan. Hai mắt gã trợn trừng, trong nháy mắt vân ngang gồ lên, chỉnh thể diện mạo đều toát ra vẻ uy nghiêm chính khí đầy tràn. Tim tôi cũng bị treo cao lên, đã thế này rồi, mà Lý Âm Dương vẫn còn chưa tới. Giây phút quốc vàng hạ xuống, trên trán tôi mồ hôi vã ra như tắm. Cứ thế này hủy ác thi đăng luôn. Cũng đúng vào lúc này, cái quốc liễu dục chú chém xuống, lại từ phía trước ác thi đang sự qua. Gã không hề chém trúng ác thi đăng mà ngược lại là chém lên trên cái bàn gỗ với một thế tấn công vô cùng ác liệt. Tim tôi đập đánh thịt một phát, bởi vì sau khi đập vào trong bàn gỗ, quốc vàng không hề ngừng lại, mà ngược lại là trực tiếp đập ra một lỗ hổng lớn, sau đó theo quán tính văng ra phía sau. Giống như liễu dục chú dùng sức xoay vòng cái quốc vàng ra phía sau Còn cái bàn gỗ trước mặt chỉ là một vật cản trở mà thôi Vù một tiếng xé gió, quốc vàng tuột khỏi tay Bay ra bắn về phía vị trí đầu tường Ánh mắt của trần mù cũng lập tức chầm chầm nhìn về hướng cổng Hai tay trong nháy mắt đã nhấc ngược trảm quỷ đao và gậy khóc tan lên Chuẩn bị sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào Khen một tiếng va đập vang lên Quốc vàng vụt bay ngược trở lại Rơi vào trong tay liễu dục chú Cùng lúc với tiếng va đập này vang lên Vị trí đầu sân nhanh chóng hạ xuống một cái bóng đen Ông ta rơi mạnh xuống mặt đất Thân người thành động tác ngồi nhõm Đầu chuối xuống mặt đất Một bộ đường phục màu đen cũ kỹ Và áo đường phục còn có một mảnh bị rách Cái vị trí mãn khuyết đó Rõ ràng là dùng để vẽ phù khiến Trần Tiểu Bàn trúng vong Ngoài ra Trên đầu ông ta cũng đội một cái mũ tròn Đây chẳng phải chính là trang phục của Lý Âm Dương đó sao Lập tức Tim tôi liền như treo lên lý âm dương chẳng phải bởi vì không có thi đan nên không cách gì di chuyển chỉ có thể phá xác sao cho dù ông ta là xác sống lẽ ra cũng không di động được chỉ có thể để người khác đưa đi chứ ông ta tới đây lẽ ra cũng phải là thứ hung hồn ác quỷ tới chứ đang lúc tôi vô cùng kinh hãi thì cái bóng đen đó từ từ ngẩng đầu lên mặt nhẵn không râu tóc mái hoa râm một gương mặt vô cùng quen thuộc chỉ là thần sắc của đôi mắt đã hoàn toàn không phải là bản thân lão nữa chú Trương, lòng tôi run rẩy một phát. Lúc này kẻ đang ở chỗ cổng, mặc đường phục của Lý Âm Dương, đội mũ của ông ta, hiển nhiên chính là Trương Nhĩ. Lão đơn độc hành động, tôi liền lo lắng sẽ có vấn đề. Không ngờ rằng vẫn là trúng chiêu của Lý Âm Dương. Chết tiệt, giọng điệu của Trần Mù cực kỳ khó nghe. Sắc mặt của Liễu Dục Chú cũng hơi có chút thay đổi, có điều không hề có tí chút hoảng loạn nào cả. Gã vung tay áo về phía mặt bàn gỗ một phát, lập tức liền thu cái hộp đá và ác thi đang lại luôn. Nếu đã tới rồi, vậy thì không cần đi nữa. Động tác của liễu dục chú vô cùng liền mạch, cùng lúc gã thu ác thi đang lại, cũng một phát cất luôn bốn cái gương đồng, cây phất trần kia, cùng với bó cờ phướng nhỏ ở bên cạnh phất trần lại. Dây tiếp theo gã lại vung tay một phát, bốn chiếc gương đồng bèn bắn về bốn hướng trong sân nhà tôi. Hậu thổ, minh đường, thiên mạch, u đường. Đạo sĩ chính phái liễu thì liễu dục chú, chiếu cáo ngũ lộ u thần hung hồn bất kính kinh phạm thần đế kính hậu đức khoan dung cho vong hồn yên ổn bốn phương gương đồng trấn sân một cây phất trần làm tâm trận bày cờ phướng ngũ sắc họ cung hoàng bạch phướng họ thương thanh bạch phướng họ giác thanh lục phướng họ vi thanh hồng phướng vũ âm thanh hát phướng lập bổn âm nguyên liễu thị thượng phong thiên nguyên hạ phong địa giới yêu ma quỷ quái không chỗ ẩn minh bốn mặt gương đồng dựng ở bốn góc sân còn năm cây cờ phướng cũng tự dựng ở năm phương vị trên bờ tường, đầu sân, vừa vặn đứng tách với gương đồng. Còn về cây phất trần kia thì được liễu dục chú cầm trong tay phải. Gã vụt nhúng hai chân một phát, cả người liền bật bay lên không, cao ít nhất phải đến 3-4 mét, lại lần nữa quát lên, sát giữ lý âm dương, đền tội. Trong lúc vung tay, cây phất trần của gã vụt cuộc về phía trương nhĩ. Cả người cũng lao về phía trương nhĩ. Cảnh tượng này phát sinh quá nhanh, quá khiến tôi chấn động kinh hãi. Tôi vốn cho rằng vừa nãy bố trí nhiều như vậy đều là vì hủy thi đan, nhưng không ngờ rằng những thứ đó của liễu dục chú hóa ra là chuẩn bị sẵn để đối phó với lý âm dương. Sợ rằng cũng chỉ có đạo sĩ như liễu dục chú mới có bản lĩnh thế này, đối phó quỷ quái, trực tiếp mang thủ đoạn bày ra ngoài sáng, là che đậy, cũng là một dạng khinh miệt. Đây là cáo văn khóa thần lợi hại nhất của đạo sĩ nhà họ liễu, cả cái sân này đã bị phong tỏa kín, Lý Âm Dương đã chẳng chạy được nữa, ông ta chỉ có thể nhập vong vào Trương Nhĩ, hoặc là giết liễu dục chú ra ngoài, hoặc là bị chúng ta giữ lại. Thập lục, mày chờ thời cơ động thủ, chú với liễu dục chú cùng đối phó với ông ta. Trần mù khẽ quát một tiếng, cũng từ dưới hiên nhà lao ra, liễu dục chú từ trên đánh xuống dưới, lão trực tiếp một gậy một đao đồng thời chém chặt. Mãi cho đến lúc này, Trương Nhĩ đều vẫn không nhúc nhích. Lão vẫn giữ động tác ngồi nhõm, chỉ ngẩng đầu lên, lạnh lùng nhìn trần mù và liễu dục chú lại gần. Liễu dục chú đã đến gần trước mặt. Phất trần đã sắp đánh lên trên mặt trương nhĩ, lúc này trần mù cũng đã ép đến gần trước mặt, khi gậy và trảm quỷ đao cũng đã sắp chém đến thắt lưng lão rồi, lão vẫn cứ không nhúc nhích. Đột nhiên, trương nhĩ cười cười, nụ cười đó chỉ là khóe miệng giật giật một phát, không phải là nụ cười của bản thân trương nhĩ, mà là nụ cười của lý âm dương. Âm dương có số, ngũ hành có phân. Trương Nhĩ đứng dậy, hà giọng lẩm bẩm mệnh hỏa khắc mệnh kim mệnh số tương xung hợp thì tướng phá ta mệnh chi thủy đùng một tiếng sấm nổ vang đây hoàn toàn là tiếng sấm vô duyên vô cớ không chút điềm báo nổ vang khiến da đầu tôi tê rần trong lòng ớn lạnh ngay tiếp đó bèn là hạt mưa to đùng trút xuống trương nhĩ bước lên trước một bước lão dường như là đưa tay ra đón lấy nước mưa giây tiếp theo trần mù đến trước mặt trương nhĩ nhưng mặt đất dưới chân lão lại đột ngột sụp xuống thành một cái hố mặt trần mù đột ngột biến sắc mạnh thân người lão loạn choạng một phát tay của trương nhĩ vỗ một cái về phía ngực trần mù thế này vừa vặn khiến lão xoay người sang bên một phát một đao và một gậy kia dưới tình trạng mất lực liền chém lên không trung đao này chém chính là phần ngực bụng của liễu dục chú nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mới đầu Tôi không lý giải lý âm dương làm sao có thể làm được tất cả những việc này là trùng hợp hay là do mệnh số của âm dương tiên sinh gây nên. Nhưng tôi biết, trần mù là ngũ hành mệnh hỏa, mạng cứng như lửa thiêu vậy, khắc chết vợ, con, cháu trai. Tính cách của trần mù cũng là nóng nảy mà khiêm nhường, rất hợp với con người lão, quy tắc nghiêm minh, có điều làm việc cũng sẽ đi đường hiểm. Mệnh kim của liễu dục chú cũng nằm trong dự liệu của tôi, tính cách cương liệt, nghiêm túc khắc nghiệt. Nguyên lý ngũ hành tương khắc, bèn là thủy khắc hỏa, hỏa khắc kim. Trong nháy mắt tôi liền hiểu ra. Mạng của trần mù có cứng đến đâu, đều không so được với mệnh thủy của âm dương tiên sinh. Đương nhiên là sẽ không làm tổn thương được đến lý âm dương lúc này đang nhập vòng trên người trương nhĩ. Cũng giống như lần trước khi chúng tôi đối phó với Lý Đức Hiền, Lý Đức Hiền dùng tay tứ trạch ẩn thân, lấy trạch viện hộ mạng vậy, chúng tôi tấn công lão, ngược lại có xa nhà rớt xuống, mặt đất sụp lúng, đây là phù hộ của phong thủy đối với lão. Còn Trương Nhĩ, lúc này có mệnh số âm dương của lý âm dương phù hộ, Trần Mù làm sao có thể làm lão bị thương được? Ngược lại còn bị lão lợi dụng, mệnh hỏa khắc mệnh kim, sắp làm liễu dục chú bị thương. Cách nói về mệnh số, trong vô tận tự có trời định, còn âm dương lại là đạo lý tương sinh tương khắc tuyệt đối trong trời đất. Cô dương không sinh, cô âm không trưởng. Tôi lờ mờ cảm thấy bản thân hình như đã hiểu ra điều gì đó. Tại sao âm dương tiên sinh không cần có thân thủ Mà cũng có thể ngao du nơi danh Sơn Đại Xuyên Hành tẩu qua vùng đất vạn phần nguy hiểm Mà vẫn có thể rút lui an toàn Chỉ có điều tôi hiện giờ lại chẳng có thời gian và cơ hội để suy nghĩ Mưa như trút nước, tiếng sấm và ánh chấp đang xen, Nụ cười của Trương Nhĩ càng u ám hơn Liễu dục chú lật xoay người trên không trung Nhưng đau và gậy khóc tan của trần mù tốc độ nhanh đến cực điểm Tôi dồn hết sức lực toàn thân Vụt vung gậy khóc tan trong tay lên ném về phía không trung. Ken một tiếng kim loại va đập vang lên. Gậy khóc tan mà tôi ném ra, trực tiếp đánh trúng lên trên trảm quỷ đao của Trần Mù, bản thân trảm quỷ đao cũng phải dài hơn so với gậy khóc tan, đòn đánh này của tôi vừa vặn khiến trảm quỷ đao đánh lệch. Liễu dục chú cũng vừa vặn hoàn thành cú lật người trên không, phất trần trong tay đánh xuống dưới một phát, trực tiếp lên cuốn luôn lên trên cây gậy khóc tan mà Trần Mù vung ra. Động tác này quá đổi nguy hiểm, cũng quá đổi kinh hồn. Vừa nãy nếu như tôi mà chậm mất một giây thì Liễu Dục chú đã bị chém ngang lưng rồi. Còn bây giờ, phất trần của Liễu Dục chú sau khi đánh trúng Trần Mù xong, gã bèn mượn lực một phát, Trần Mù loạn choạng ngã ra phía trước, gã một chân đạp trúng bả vai của Trần Mù, thân người lại lần nữa nhảy vọt lên. Ương thần minh kính chiếu. Gã quát lớn một tiếng thế này, bốn chiếc gương đồng kia dường như phản quang càng mãnh liệt hơn, vừa hay lại là một tiếng sấm nổ chớp xẹt vang lên. Mưa sét vừa nãy còn giúp Lý Âm Dương đang nhập vong lên người Trương Nhĩ, giờ ngược lại đã thành trợ giúp cho Liễu Dục Chú. Ánh phản quang của gương đồng gần như đều hội tụ trên người Trương Nhĩ. Toàn thân Trương Nhĩ đã ướt sũng, nước mưa từ hai bên mái thấm rỉ xuống gò má, hai con mắt lão chầm chầm nhìn Liễu Dục Chú. Lan thần ở trong sàn. Trong lúc Liễu Dục Chú vung tay, từ phía sau lưng túng ra một cái sàn tre. Vụt quăng về phía Trương Nhĩ. Động tác của Trương Nhĩ rõ ràng chậm chạp hơn rất nhiều Gương đồng thế này là vật trấn tà Thứ trấn bèn là lão Có điều Trương Nhĩ vẫn cứ móc ra một thứ Đó là một cái nghiêng mực Cùng với một cây bút Giây phút nhìn thấy nghiêng mực Tôi bèn có một cảm giác quen thuộc mãnh liệt Nghiêng mực màu đen đỏ Vô cùng dày nặng Bút lông cũng là màu đen sâu đến tận trong tâm khảm người ta Đồ tôn Mày quá ngang bướng Không chịu đem bàn tính và la bàn trả lại sư tổ có điều trên người tên phong thủy sư nhỏ bé này Hóa ra mang theo nghiên thiên can và bút địa chi Cũng coi như an ủi Mặt tôi biến sắc rồi Nghiên mực và bút này Là vật mà lần đó khi giải quyết sự kiện trâu sắc sông Dương Trương Nhĩ hỏi tôi đòi lấy Là nghiên mực và bút của ông nội tôi Lúc đó tôi nói cho Trương Nhĩ mượn thời gian một năm Tôi ngàn vạn lần không ngờ rằng Đây cũng là một trong những khí vật của âm Dương tiên sinh Bây giờ Trương Nhĩ bị vong nhập nghiên mực và bút tương đương với việc lọc vào trong tay Lý Âm Dương, vậy sẽ phát sinh chuyện gì? Trong nháy mắt, cái sàn của liễu dục chú đã ép đến gần sát mặt Trương Nhĩ. Trương Nhĩ giơ cây bút trong tay lên, vụt hướng lên không trung phát họa, dưới sự va chạm với cái sàn, liền giống như liễu dục chú đem một tờ giấy đặt tới trước mặt Trương Nhĩ, giây phút đó, tốc độ của Trương Nhĩ nhanh đến cực điểm. Một đạo phù, trong nháy mắt đã phát họa thành công. Đây chỉ là một đạo trấn vật phù vô cùng đơn giản chữ giới trên đầu, phía dưới là xá, tiếp dưới nửa bèn là chữ thi hai đầu, dưới nửa lại là hai chữ giới sát, hình thành một đạo phù văn, vẽ lên trên cái sàn đó. Cái sàn mất lực rơi xuống dưới mặt đất, làm gì còn thế tấn công nào nữa. Tất cả những việc này phát sinh quá nhanh, chỉ trong nháy mắt, liễu dục chú lại nhấc cánh tay phải lên, đến ống tay áo cũng chẳng vén, bèn bắn ra ba mũi tên. Quái thần dùng tên bắn. Hỷ thần quấn dây hồng. Hung thần đều tránh né, Phúc thần bảo ngàn chung Lập tức tuân luật lệnh Cùng lúc này Gã đồng thời bèn xoay người một phát giữa không trung Vùng ra một tấm vải đỏ Tấm vải đỏ nhanh chóng chuyển động Giống như một lưỡi dao vậy Khiến màn mưa đều hoàn toàn bị cắt đứt ra Trương Nhĩ lại lần nữa nhấc tay lên Đem nghiêng thiên can màu đen đỏ trực tiếp chắn ra trước mặt Bóp 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 ba tiếng dọn giả Ba mũi tên bắn lên trên nó Căn bản chẳng để lại tí chút vết tích nào Ngay tiếp đó tấm vải đỏ bắn đến trước ngực lão Trương Nhĩ lật tay làm một động tác ép xuống, tấm vải đỏ đó liền giống như trải phẳng trước mặt lão vậy, lão nhanh chóng nhấc bút, đây không phải là kiểu vẽ phù dựng đứng như ban nãy nữa, mà là hạ bút một cách bình thường, đương nhiên, đây cũng là bởi vì tốc độ của lão quá nhanh. Một đạo phù phát họa ra, vải đỏ cũng bị nước mưa đánh rơi xuống mặt đất. Liễu dục chú trầm một tiếng, cũng rơi xuống đất, gã chồng chọc nhìn Trương Nhĩ, lòng ngực đều đang phập phòng không ổn định. Tuổi còn trẻ măng, mà ương lan thần chú, An ngũ tinh trấn phù, cáo văn khóa thần, phù tế thiên mạch của đạo pháp nhà họ liễu, toàn bộ đều thuần thục. Trong số đạo sĩ xuất đạo, ngươi là kẻ tuổi đời trẻ nhất ta từng gặp, bản lĩnh cũng mạnh mẽ nhất. Trương Nhĩ một tay cầm nghiên mực, một tay cầm bút, trên mặt lão vẫn có nụ cười như cũ. Lời của lão vốn lẽ ra nên là giọng điệu của một vị cao nhân ngồi tít trên cao, nhưng giờ toát ra lại toàn là vẻ âm u và u ám. Phu phức tạp đều biết. Xem ra những chú pháp kia Ngươi chắc là toàn bộ đều nắm vững Ngươi là một con dao rất tốt Hôm nay ta sẽ không giết ngươi Giây phút dứt lời Mấy chiếc gương đồng ở trên bờ tường kia lại đã vỡ rồi Cờ phướng cũng gần như đồng thời đứt gãy Trương Nhĩ trực tiếp sải bước đi về phía tôi Liễu dục chú nặng nề thở dốc một hơi Cẳng tay của gã lại lần nữa vung lên Quát, thiên viên địa phương, luật lệnh cửu chương Giờ nay trừ ác, vạn sự cát tường Quốc vàng nhất cử, thủy khắp núi đồi, kẻ bảo vệ quỷ, đi về phương xa. Trương Nhĩ tiện tay ném cây bút trong tay một phát, vù một tiếng, bút bắn ra ngoài, hóa ra lại trực tiếp đâm xuyên cánh tay của liễu dục chú, gã hự lên một tiếng, quốc vàng mất lực văng ra đập lên mặt đất. Phá phù phá trấn phá mệnh, ngươi vẫn còn đứng được, cũng là bản lĩnh. Trương Nhĩ lạnh giọng quát nạt. Một kẻ hồn tổn thương, mà còn dám đứng, không sợ hồn phi phách tán sao, Giọng của lão đột ngột bắt đầu trở nên hung hãn. Liễu dục chú lại phục một tiếng Miệng thổ huyết tươi Lúc này cây phất trần trong tay gã mới đứt đoạn từng khúc một Cả người bịch một phát quỳ sụp xuống đất Tất cả những việc này phát sinh đều quá nhanh Hơn nữa cuộc đánh đấu này Căn bản không có khả năng cho tôi nhúng tay vào Trần mù chẳng qua cũng chỉ là một đau một gậy Vừa mở màn liền bị đánh bay mất trảm quỷ đau và gậy khóc tan Không còn năng lực vào trận đây hoàn toàn là cuộc đánh đấu sinh tử của Liễu Dục Chú và Trương Nhĩ, đến giờ cũng là Liễu Dục Chú chiến bại. Thu lại vật kế thừa của địa tướng Kham Dư, lấy ác thi đang về, âm dương tiên sinh chỉ cần đời thứ 26, kiếp sau mày đi đầu thai tiếp đi. Trương Nhĩ giơ tay lên, nghiêng mực trong tay đập thật mạnh về phía đầu tôi. Tôi đương nhiên cũng không thể nào ngồi im chờ chết. Trong lòng ngực đã dâng lên quyết tâm liều chết, tôi cũng chẳng để ý được gì khác, trực tiếp rút luôn định la bàn ra, định trấn trương nhĩ. Cho dù việc này khả năng sẽ khiến định la bàn trực tiếp vỡ nát luôn, tôi cũng không tiếc gì. Mặt trương nhĩ đột ngột biến sắc một phát, tốc độ lão càng nhanh hơn, quát lên, giỏi cái thằng đồ tôn bất hiếu. Muốn chết. Cũng đúng vào lúc này, tôi cảm giác lòng ngực trung động một phát, giống như có một bàn tay rạch qua ngực tôi vậy. Giây tiếp theo, một thứ ánh màu xanh lạnh lẽo xẹt qua, mấy chiếc đinh, âm thầm không tiếng động cắm vào ngực của Trương Nhĩ. Thân người Trương Nhĩ một phát liền bị đứng khựng lại, bất động không nhúc nhích. Tôi trong nháy mắt liền nhận ra, cái đinh đó chẳng phải là cây đinh dài tôi rút xuống lúc mở quan tài của Lý Âm Dương sao. Bởi vì tôi không đóng đinh lại được, vậy nên bèn đem theo trên người. Thứ ánh màu xanh đó là Dương Thanh Sơn đang giúp sức. Tiếng sấm sét càng lớn hơn, mưa rơi cũng càng lớn hơn, ánh chớp thì càng lạ trạch qua liên tiếp mấy phát liền, khiến cả cái sân đều ánh lên thứ ánh sáng trắng giây trước chúng tôi đều đã bị ép đến đường cùng đây còn chưa phải là chân thân của lý âm dương chỉ là một trương nhĩ bị trúng vong đã đánh cho chúng tôi gần như không có sức phản kháng tôi thậm chí cảm giác dương thanh sơn sợ rằng cũng rất khó đối phó với trương nhĩ hiện giờ hắn đang ở bên cạnh đợi cơ hội sao biết trên người tôi có thứ có thể khắc chế thậm chí đến bản thân tôi cũng không biết cái thứ này có thể khắc chế lý âm dương lồng ngực tôi phập phồng lên xuống, hơi thở cũng trở nên cực kỳ gấp gáp. Liễu dục chú vốn quỳ sụp trên mặt đất, không ngừng thổ huyết, đột nhiên một tiếng động nặng nề vang lên, gã chuyển thành ngã vật ra đất, ngửa mặt lên trời, áo trên ngực thì bị kéo ra một mảng lớn. Gã mặt mày phẫn nộ, gào lên một tiếng dương thanh sơn, rồi lại rỉ ra một ngụm máu tươi, cả người đều rủ cả xuống. Ngoài thôn có người đang xem kịch, đạo phù tế thiên mạch đó không đủ, ta đi bổ sung, các người tự cân nhắc tử tế, tạm thời không phải là đối thủ của ác thi đó, thì đừng gượng ép động thủ, hai viên thi đang này, ta tạm thời lấy đi. Giọng nói vang vọng bên tai, tôi lờ mờ nhìn thấy trong màn mưa có người, chỉ có điều tầm nhìn quá đổi nhòe nhòe, lúc âm thanh biến mất, bóng người cũng chẳng còn thấy tung tích nữa. Tôi có thể khẳng định người ra tay là Dương Thanh Sơn, nhưng hắn nói ngoài thôn có người đang xem kịch, thì đó là ai? Đột nhiên tôi liền nghĩ tới ba chữ. Viên hóa thiệu chẳng để ý được gì khác tôi trước tiên đoạt lấy cái nghiêng mực từ trong tay trương nhĩ vốn định lột bộ đường phục từ trên người lão xuống nhưng cây đinh lại cắm bên trên đường phục tôi sợ sẽ xảy ra sự cố khác không dám lột thẳng luôn nhanh chóng lấy con dao găm dùng đỡ âm linh ra rạch máy phát khiến cả bộ đường phục bị rạch nát thành mảnh vụn rồi tiếp tục lột từ trên người trương nhĩ xuống mấy cái đinh đó tôi không động vào đồng thời tôi cũng lấy cái mũ trên đỉnh đầu trương nhĩ xuống làm xong tất cả những việc này xong tôi cũng chẳng biết trương nhĩ có thể hồi phục lại không chỉ có điều tôi lại phát hiện phía bên dưới lớp áo ngoài của trương nhĩ hóa ra đang mặc là cái áo máu đó bên trên toàn là vết bàn tay kinh dị đặc biệt là trong mưa giống như máu không ngừng rớt xuống vậy đột nhiên trương nhĩ vụt ngẩng đầu lên lão hóa ra đã cử động rồi vong nhập vẫn chưa bị dừng lại nhưng lão sao cử động được rầm trương nhĩ một chưởng vỗ trúng ngực của tôi cái cảm giác đau buốt đó gần như khiến tôi cảm giác ngực bụng mình sắp bị đánh xuyên Đồng thời lão cũng một phát giật lấy đường phục trên người tôi Cứ thế mà giật thẳng xuống nửa vạt Tôi kinh hãi, cố nhìn cơn đau Một phát túm lấy kim toán bàn trong đường phục Rút một phát ra ngoài Trương nghĩ lần nữa sải bước lên trước Lại là một cú đạp vào phần lưng bụng tôi Tôi đã có phòng bị, làm sao còn ngồi im chờ chết được. Một phát đạp ngược lại luôn, có điều sức của lão thực sự mạnh đến kinh người, tôi chỉ cảm giác mắt cá chân đau buốt, giống như sắp gãy luôn vậy. Cũng đúng vào lúc này, đột nhiên trong màn mưa có một bóng đen vụt qua, rầm một tiếng nặng nề vang lên, còn có cả tiếng xương gãy. Trương Nhĩ vụt phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bị đánh cho loạn choạng lao lên phía trước, ngã sắp xuống đất. Người đồng thủ lần này, hóa ra là trần mù vừa kiệt sức ban nãy. Lão tay cầm gậy khóc tan, không ngừng thở dốc, trong con mắt màu xám trắng đều ánh lên chút màu đỏ máu còn trương nhĩ đồng thời với việc chồng qua người tôi thì còn đập lên trên cánh tay phải của tôi, giật nốt nửa vạt đường phục còn lại xuống, mà lão còn không ngừng lại, lết thân người trọng thương máu bắn một vũng kia, xông ra sau lưng tôi, từ bên hông trực tiếp chạy ra hướng cổng, rồi chạy như điên ra phía ngoài. mặt tôi lại lần nữa biến sắc, vừa nãy muốn đoạt lại kim toán bàn, nên tôi liền thuận tay cất định la bàn đi, chính là nằm trong nửa mảnh đường phục còn lại, trong đó còn bao gồm cả nghiêng thiên can. Tôi có dò lên cũng lao ra ngoài đuổi theo Tiếng trần mù vừa thở dốc vừa mệt mỏi Gọi tôi một tiếng bảo tôi dừng lại Tôi làm sao dám dừng Lý âm dương nhập vong còn chưa chấm dứt Tôi phát này mà dừng lại Trương Nhĩ đem nhiên thiên can và định la bàn đi Chúng tôi không chỉ lỗ to Mà ông ta có định la bàn Thực lực sẽ còn càng đáng sợ hơn nữa Chỉ có điều đuổi ra ngoài mấy bước xong Vừa chạy đến ngoài đầu cổng Tôi ngoài cơn đau như lồng ngực bị xé rách ban nảy ra Chỗ phổi còn có một cơn đau nhói bỏng rác truyền lại Tôi quỳ sụp xuống mặt đất, dùng sức mà ho, nôn ra ngoài một ngụm máu đen xì xì. Nước mưa thấm ướt toàn thân, tôi ho đến mức tầm nhìn sắp nhòe nhòe hết cả. Lại đợi lúc tôi ngẩng đầu lên, làm gì còn nhìn thấy hình bóng trương nhĩ nữa. Tôi đấm thật mạnh một cú lên đất, nước bắn lên tung tóe, nhưng đau đớn lại gần như sắp thành tê dại. Phía sau dần truyền lại tiếng bước chân, tôi khó nhọc quay đầu lại, người bước ra ngoài chính là Trần Mù, lão đang dìu liễu dục chú, gậy khóc tan coi như gậy chống trần mù cũng nhếch nhác chưa từng thấy giọng lão khàn khàn đừng đuổi theo nữa có đuổi kịp cũng vô dụng mày không phải là đối thủ của ông ta lẽ ra vốn không phải thế này tôi càng khó chịu hơn trong giọng điệu đều là hối hận ảo não không phải là mày tính toán có sai sót mà là sự lợi hại của lý âm dương chúng ta đều chưa từng được thấy còn cả dương thanh sơn chú trần vốn tưởng rằng hắn sẽ ra tay sớm hơn chút hai đạo sĩ xuất đạo hắn còn là sát thanh thi, kiểu gì cũng có thể khắc chế trương nhĩ đang trúng vong một chút. Nhưng hắn lại không động thủ. Vừa nãy lời hắn nói mày nghe hiểu rồi chứ. Bên ngoài có người đang xem kịch, hắn bị giam chân rồi, cũng là vừa nãy chúng ta sắp không xong rồi, hắn mới tới giúp đỡ, rồi lại lập tức trời đi. Những lời này của Trần mù nói vô cùng nhanh. Sắc mặt tôi càng tái nhật hơn, xem kịch, giam chân. Viên hóa thiệu muốn lý âm dương, vậy nên liền không để chúng tôi đồng tới lý âm dương tôi cố nén nhịn bò từ dưới đất dậy loạng choạng chạy về phía vị trí cổng thôn cơn mưa trong thời gian này đã ngừng lại ánh trăng dường như sáng tỏ hơn nhiều tốc độ bước chân của tôi rất nhanh sự đau đớn đã tê dại triệt để cảm giác chóng mặt liên tục truyền tới tôi cố nhịn để cho ý thức tỉnh táo khó khăn lắm tôi mới lao đến cổng thôn nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến mắt tôi trợn như sắp trách ra ánh trăng trong vắt tất cả những thứ trước mắt quá đổi rõ nét sau cơn mưa rào bụi bẩn trong không khí dường như đều bị tẩy rửa sạch sẽ con sông tiểu liễu đầy tràn lặng lẽ trôi cây cầu dùng gỗ xà nhà ghép lại hơi có chút biến hóa phù vẽ trên tấm vải trắng dường như sâu thẳm hơn vài phần giống như là bị người ta tô thêm vậy dương thanh sơn hai tay khoác sau lưng nhìn bờ đối diện của sông tiểu liễu mắt tôi trợn tròn đỏ quạt bỗng rác như sắp trĩ máu vậy bởi vì trên bờ đối diện của sông Tiểu Liễu đang quỳ chỉnh tề một hàng người. Đạo sĩ ban nãy vừa đưa Trần Tiểu Bàn cùng những dân thôn còn sống sót trời đi, quỳ ở bên trái, bọn họ trợn to con mắt, biểu cảm vô cùng đau khổ dữ tợn, ngẩn ngơ nhìn thẳng phía trước. Bên phải ngay đầu bèn là Trần Tiểu Bàn, còn lại thì là mấy người dân thôn kia. Biểu cảm của bọn họ càng đờ đẫn hơn một chút, giống như đến trước khi chết vẫn không phản ứng lại được bản thân vì sao lại chết vậy. Dưới ánh trăng Tôi có thể nhìn thấy rõ nét chỗ ấn đường ở tâm mày bọn họ có một vết nứt ra, tướng đoạn mệnh chết bất đắc kỳ tử. Nhưng lúc trước khi bọn họ rời đi, trên tướng mặt tôi đều không nhìn thấy tí chút bất thường nào. Tiểu bang Tôi run lẩy bẩy gọi nhỏ một tiếng, càng cảm giác lòng ngực máu huyết cuồn trào từng đợt, phục một tiếng, lại lần nữa nôn ra một ngụm máu bầm, cảm giác quay cuồng trong đầu cũng càng trở nên vô cùng mãnh liệt. Viên hóa thiệu, tôi nghiến răng, chân răng gần như đã sắp trĩ máu ra rồi lần nữa từ dưới đất đứng dậy, tôi bước đi về phía cây cầu được dùng gỗ xà nhà ghép lại đó. lúc đi qua bên người dương thanh sơn, hắn liếc tôi một cái, không nói gì, tôi cũng chẳng đếm xỉa đến hắn. lần này cây cầu gỗ dẫm lên lại vô cùng chắc chắn, trạng thái kiểu này của tôi rõ ràng nên là bước chân liêu siêu, rất dễ đi không vững mới đúng, kết quả đều chẳng có bất cứ vấn đề gì. hơn nữa mặt nước phía dưới cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì thậm chí cái cảm giác có con mắt đang nhìn chầm chầm kia cũng biến mất không thấy nữa. Tôi đã sắp đi đến bờ đối diện, tốc độ dưới chân càng nhanh hơn. Thế nhưng đúng vào lúc này, một trận cuồng phong thổi tới. Cơn gió này lớn đến kinh người, giữ đến kinh người, còn càng toát ra một thứ khí lạnh trước nay chưa từng có. Thân người tôi đều lắc lư mạnh một phát, gió suýt chút nữa thì thổi ngã tôi, cái thứ khí lạnh đó càng khiến toàn thân tôi cứng đờ. Vốn dĩ tôi sợ ngã xuống, định cúi người xuống ông lấy cầu gỗ, nhưng xác chết bên bờ sông, dưới cơn gió thổi này, lại cạch một phát đổ xuống dưới sông Tiểu Liễu. Tôi trơ mắt nhìn xác chết của Trần Tiểu Bàn cũng rơi xuống dòng nước sông đen kịt, cuối cùng trên bờ sông chỉ còn lại cánh tay đứt kia. Không để ý được đến cơn gió này nữa, tôi vụt lao lên sông xuống dưới cây cầu gỗ, lại chạy đến vị trí của Trần Tiểu Bàn ban nãy, chầm chầm nhìn mặt nước mặt nước vẫn hơi có chút gần sống, chỉ có điều xác chết của Trần Tiểu Bàn đã không nhìn thấy nữa rồi. Gió lạnh vẫn thổi, tôi ngoảnh đầu lại, dường như ở cuối tầm mắt lờ mờ nhìn thấy một người. Khoảng cách quá xa, tôi không nhìn thấy mặt của y, càng không nhìn thấy ánh mắt của y, nhưng tôi phát giác ra một tia cảm xúc đặc thù, giống như là bẩn cợt. Thứ gió này không phải là gió lạnh, hơi hồi phục tinh thần lại chút, tôi mới nhớ lại sự quen thuộc của thứ gió này, hồi đó lúc tôi đưa ông nội ra ngoài liền có một cơn gió ác liên tục thổi sau lưng xác chết của ông, cơn gió lúc này chẳng phải chính là thứ cảm giác như vậy sao? Trong nháy mắt, bóng người đã biến mất không thấy nữa. Tôi trầm mặt, bình tĩnh lại, quay đầu lại lần nữa nhìn về phía mặt nước, trên mặt hơi có chút ương ướt, mắt cũng có chút đau nhói. Nhưng trong lòng ngực lại có một nỗi hận trước nay chưa từng có, một cảm giác ác độc và quyết tâm giết người. Anh thập lục có lỗi với mày. Anh thập lục sẽ giết lão, báo thù cho mày, báo thù cho cả nhà mày. Cảm giác đau đớn từ toàn thân trên dưới truyền lại, tôi lại nhìn về phía thôn tiểu liễu bên bờ đối diện, thôn làng chết chóc, không còn tí chút sự sống nào nữa. Vần trăng khuyết treo cao trên bầu trời không, dường như lúc này cũng đã trở nên ảm đạm. Dương Thanh Sơn không thấy đâu nữa, chẳng biết từ lúc nào, Trần Mù và Liễu Dục Chú cũng đã tới cổng thôn, biểu cảm của Liễu Dục Chú rất đáng sợ, gã chầm chầm nhìn mặt nước không chớp mắt. Trần mù liên tục dìu liễu dục chú đi theo phía sau tôi Lão chắc cũng đã nhìn thấy cái chết của những đạo sĩ và dân thôn kia rồi Tôi đau lòng, việc đau lòng nhất là Trần Tiểu Bàn mất rồi Dạng người coi mạng người lớn bằng trời như liễu dục chú Hận không thể tận tay giết chết loại người hung ác Nhìn thấy những người này bị hại chết Sợ rằng tâm trạng của gã cũng chẳng tốt hơn tôi chút nào Đột nhiên, liễu dục chú đẩy tay Trần mù ra Thân người gã loạn choạng một phát Không có sự dìu đỡ của Trần mù gã suýt nữa thì ngã. Liễu dục chú lúc này, thực sự có chút thê lương, phần ngực áo đạo bào hoàn toàn bị rách ra, vị trí cổ tay còn bị một cây bút màu vàng kim đâm xuyên, ngoài ra, hai chân gã cũng máu me đầm đìa, nước mưa ướt nhẹp lẫn lộn với máu huyết khiến quần áo gã cũng đã ướt đẫm. Gã nhấc tay phải lên, ngón trỏ và ngón giữa khép sát vào nhau, giơ tay chỉ trời. Khổng thánh ban ta tâm lung linh, ta nay lập thể với thiên đình, tru diệt ác đồ người tàn bạo, nếu không móc tim trả tam thanh giọng gã quá lớn. Vang ầm lên bên tai tôi. Vang ầm trong bầu trời đêm. Tiếng hồi âm vang vọng không dứt. Sau khi từ từ hạ tay xuống sông, thân người liễu dục chú lại loạn choạng, có điều gã lần nữa đứng vững sông liền vô cùng hiên ngang. Từng bước từng bước đi ra khỏi thôn tiểu liễu, bước lên trên cây cầu gỗ, mãi cho đến bờ đối diện. Trần mù đi phía sau, lão vẫn cảnh giác như cũ, nhìn bốn xung quanh. Liễu đạo trưởng, Tôi hạ giọng gọi liễu dục chú một câu Liễu dục chú trầm mặt và nghiêm nghị Không trả lời tôi Trần mù cũng đã xuống khỏi cây cầu gỗ Lão hít sâu một hơi nói Cố nhanh rời khỏi đây đi Hai người đều cần đi viện Sự việc này còn cần đợi thương thảo Thứ ở trong thôn chúng ta đánh không lại Cái người ở ngoài thôn cũng quá lợi hại Không được để viên hóa thiệu có được lý âm dương trước Tôi lắc lắc đầu Hạ giọng nói Liễu dục chú mới mở miệng nói Sát niệm trong tâm y quá nhiều máu tươi trên tay quá nhiều oan hồn sau lưng quá nhiều cây cầu này y không qua được gã chỉ chỉ vào cây cầu ghép bằng gỗ xà nhà đó tôi không nhìn ra được tâm trạng và thần sắc trong mắt gã lúc này quá mức bình thản trong lòng tôi hiểu rõ nguyên nhân dương thanh sơn đã bổ sung cho đạo phù này đây mới là then chốt nếu như y không vào trong được hoặc giả bèn sẽ không tới trước mà sẽ xem chừng chúng ta ngồi làm ngư ông đắc lợi việc này vẫn cần phải thương thảo giờ này chúng ta không biết gì về y cả trần mù lại nói một câu tim tôi thắt lại một phát nói đến mặt không biết chút gì này chúng tôi không phải hoàn toàn không biết gì cả ngoảnh đầu nhìn vòng một phát về hướng nhà tôi tôi trầm giọng nói chú trần cháu lại vào thôn một lần nữa mặt trần mù hơi biến sắc lập tức lắc đầu nói không được quá nguy hiểm hơn nữa mày vào thôn cũng chẳng làm được gì cả chúng ta không phải không biết gì cả. Cháu phải lấy đồ ra ngoài, đối với Lý Âm Dương, đối với viên hóa thiệu, món đồ đó đều rất quan trọng. Trương Nhĩ vừa nãy lấy lại Nhiên thiên can, còn đoạt mất định la bàn từ trên người cháu, cháu bắt buộc phải vào trong thôn lấy món đồ đó ra. Tôi trịnh trọng nói từng câu từng chữ một. Trần Mù còn định mở miệng. Tôi rặn ra một nụ cười, nói, cháu rất an toàn, ít nhất bây giờ an toàn, có người đang trong chừng cháu. Cùng lúc dứt lời, tôi đã bước lên trên cây cầu ghép bằng gỗ xa nhà, nhanh chân đi về phía nhà tôi. Chẳng mấy chốc đã về đến nhà, trong sân quá mức hỗn loạn. Về đến trong căn phòng của bà nội, tôi ôm cái rương gỗ kia vào trong lòng, cuối cùng cũng ổn định tâm trí. Sau khi lại ra khỏi thôn, tôi mới phát hiện, bên ngoài đổ một chiếc xe. Cửa xe để mở, Liễu Dục Chú và Trần Mù đều ở trên xe, trước xe có người đang đi qua đi lại, đây chẳng phải chính là Phùng Bảo sao? Tôi bước qua cây cầu bằng gỗ xa nhà Phùng Bảo chạy lại dìu tôi Hắn mất tự nhiên gọi tôi một tiếng la tiên sinh Tiếp đấy lại nói lúc trước sau khi đưa chúng tôi tới nơi sông Đột nhiên bên chỗ Phùng Khuất gọi điện cho hắn tìm tôi Nói là bọn họ liên lạc với tôi đều không liên lạc được Hắn giải thích mấy câu Nói tôi có việc cần kiếp đang bận Phùng Khuất liền gọi hắn về khu nhà của một chuyến Lấy một món đồ tới cho tôi Nói hết xong Phùng Bảo lại có vài phần bất an hỏi Trên đường tôi nhìn thấy chiếc xe ban nãy của chúng ta trên xe đều không có người. Mọi người đâu rồi? Chẳng phải còn có mấy đạo sĩ nữa à? Lời của Phùng Bảo lại khiến lòng tôi ngột ngạt bức bối thêm vài phần, tôi ngoảnh đầu nhìn nhìn mặt sông, lắc lắc đầu nói, bọn họ tạm thời không ra được, có điều bọn họ sẽ ra thôi. Liễu đạo trưởng, nếu như phá được bố cục của thôn tiểu liễu, thì chắc có thể vớt xác chứ? Tôi hít sâu một hơi hỏi. Liễu dục chú cuối cùng cũng trả lời câu hỏi của tôi, gã bình tĩnh đáp, không còn yêu ma quỷ quái phong thủy ở đây như thế nào là việc của âm dương tiên sinh có thể vớt xác được hay không là chuyện của người vớt xác tôi nhắm mắt định thần lại vẫn cứ gật gật đầu hạ giọng nói đợi bố cục này phá xong tôi mời chú văn tam tới vớt bọn họ lên bờ an táng tử tế tôi còn kiếm được ít tiền mấy vị đạo trưởng kia tôi sẽ trợ cấp an ủi cho người nhà họ những dân thôn kia tôi mang máng còn nhớ tên nếu như bọn họ còn có con cái hay người nhà đi làm ở ngoài tôi cũng sẽ cho bọn họ một lời giải thích. Rất tốt. Liễu dục chú lại gật gật đầu. Sau khi tôi lên xe xong, Phùng Bảo không hỏi thêm nữa, lái xe đưa chúng tôi tới bệnh viện. Đợi lúc tới viện, trời đã tờ mờ sáng rồi, trần mù hơi đỡ hơn một chút, không có gì đáng ngại, liễu dục chú thì tương đối thảm, bàn chân cần phải khâu lại, cổ tay bị đâm xuyên cần làm một ca tiểu phẫu để lấy cái bút kia ra. Đây là vết thương nhìn thấy được, chỗ không nhìn thấy được thì là gã chắc bị thương đến linh hồn, cái này thì thuộc về nội thương rồi. Còn về tôi, xương sườn có bị nứt nhẹ, phần thịt ở cẳng chân có vết thương bị xé rách, lúc trước ở trong thôn quá căng thẳng nên mãi không cảm giác thấy, kỳ thực vào đến viện liền đã cả nhắc tập tỉnh rồi. Tôi đeo đai ngực có tính đàn hồi lên, để cố định xương sườn trước ngực, tránh việc thương tích chuyển biến xấu, cẳng chân cũng bị nhấc lên treo trên giường bệnh, tạm thời không được di động. Liễu dục chú được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật, ở cùng một phòng bệnh với tôi, nhưng gã lại trực tiếp ngủ thẳng luôn, ngủ vô cùng say. Phùng bảo lúc này giao thứ mà gã đi qua nhà cũ ở phố cổ lấy về cho tôi. Trong một tấm vải trắng bọc mấy cái móng tay, hình như từng bị đốt. Lưu tiên xin nói, lúc buổi tối cắt điện, bọn họ châm nến, sau đó nến cứ lúc mờ lúc tỏ toát ánh sáng xanh lục, liền phát hiện trên đầu có những thứ này, bảo tôi giao cho cậu, còn về những thứ khác tạm thời không việc gì. Phùng bảo ghé tai tôi khẽ giải thích, cái móng tay đó toát ra một thứ khí lạnh Giống như là của người Có điều lại quá trắng Hơn nữa cắt quá nhỏ Lại giống như là móng vuốt của hoàng bị tử vậy Xảy ra chuyện là ác có yêu Tôi hạ giọng lẩm bẩm Lại bàn bạc vài câu với Trần Mù ở cạnh giường Trần Mù gật gật đầu Nói vì đề phòng ngộ nhở Lão qua khuôn nhà cũ xem xem Thương lượng với Lưu Văn Tam một chút Bảo tôi ở viện nghỉ ngơi tử tế Tạm thời đừng nghĩ gì khác Trước khi Trần Mù và Phùng Bảo rời đi tôi giao phó cho phùng bảo mấy cái tên đều là về mấy người dân thôn kia mà tôi ghi nhớ lại bảo hắn đi tìm xem rồi lại bảo hắn đi thông báo chút cho trường thanh đạo quán về cái chết của những đạo sĩ kia hơn nữa tôi còn đem cái thẻ ngân hàng trên người mình đưa cho phùng bảo lúc này trong thẻ còn có không ít tiền tài tôi nói phùng bảo sắp xếp một chút đem số tiền này chia cho những người đó coi như trợ cấp an ủi phùng bảo do dự một chút rồi vẫn đón lấy sau đó mới mới theo trần mù cùng rời đi sau khi bọn họ đi xong, tôi mới phát hiện bên cạnh đầu giường của liễu dục chú có đặt một cái khay nhỏ, bên trong khay, chẳng phải chính là cây bút địa chi kia sao? Tôi miễn cưỡng với đến cái khay, cầm cây bút đó lại. Bút lại lần nữa vào trong tay, mới khiến tôi nghiêm chỉnh nhìn nó, biết được sự không tầm thường của nó. Nếu như hồi đó tôi mà hiểu được, nghiên mực và bút cũng giống hệt như định la bàn, là vật kế thừa của âm dương tiên sinh, tôi tuyệt đối sẽ không lựa chọn giao cho trương nhĩ một năm bây giờ mất mất định la bàn nhưng lại lấy được cây bút này tôi cũng chẳng biết rốt cục được mất thế nào nữa nghiên thiên cang không có bút địa chi tác dụng tuyệt đối sẽ không quá lớn tôi cầm mỗi cái bút không thì cũng chẳng giúp đỡ được gì nhiều ngược lại là định la bàn có thể phân kim định huyệt khám phong thủy chọn núi tác dụng càng rõ rệt trực tiếp hơn chỉ là nghĩ lại một chút lúc liễu dục chú đấu với trương nhĩ bị vong nhập trương nhĩ dựa vào nghiên thiên cang và bút địa chi có thể trực tiếp vẽ phù chặn được thế tấn công của liễu dục chú, định la bàn liền sẽ mất đi năng lực này. Trong lúc suy nghĩ, tôi chú ý cẩn thận cất bút địa chi đi, mở cái rương gỗ kia ra, lật quyển sơn giả tạp ký lý âm dương thủ lục đó ra. Tôi hít sâu một hơi, tìm thấy nội dung trang có xuất hiện tên của viên hóa thiệu kia. Rất nhanh, tâm trí tôi đều chìm đắm vào trong đoạn ghi chép này. Theo ghi chép của Lý Âm Dương, lúc quen biết viên hóa thiệu, đã là năm thứ 13 kể từ khi ông ta trở thành truyền nhân đời thứ 26 của địa tướng Kham Dư rồi. Ông ta đi tới địa giới Khai Dương lúc đó, nay là nội dương, bởi vì vợ con ông ta mắc một thứ bệnh lạ, nghe đồng âm dương tiên sinh địa giới nội dương viên hóa thiệu, có y thuật tuyệt diệu có thể hồi sinh người chết khiến xương trắng sinh thịt. Cho dù là người bệnh nặng sắp chết, chỉ cần viên hóa thiệu ra tay, nhất định sẽ có thể chữa lành, sống khỏe như vâm. Ông ta muốn cầu viên hóa thiệu ra tay giúp đỡ, chữa lành cho vợ con ông ta đọc đến đây tôi đột nhiên liền nghĩ đến y thuật của viên hóa thiệu đúng thật là y thuật sao hay là thuật pháp trọng thọ của y phàm là người bệnh nặng y lặng lẽ trọng thọ rồi thay người đó bù đắp thọ nguyên tiếp tục đọc nữa lý âm dương ghi chép ông ta và viên hóa thiệu đều là người học âm dương thuật chỉ là thuật pháp tu luyện không giống nhau hai người sau khi gặp mặt trò chuyện vô cùng vui vẻ rất có một thứ cảm giác hận gặp nhau quá muộn còn kết thành anh em khác họ chỉ có điều viên hóa thiệu trị bệnh không cho bất cứ người nào nhìn thấy vợ con ông ta sau khi được chữa lành vốn định rời đi viên hóa thiệu lại nhiệt tình mời mọc khiến ông ta không đi được hai người nghiên cứu so tài âm dương thuật viên hóa thiệu biểu thị rất có hứng thú với địa tướng kham dư còn lúc lại nói mệnh của vợ con ông ta rất tốt mười phần tốt lý âm dương cũng vô cùng thẳng thắn biểu thị địa tướng kham dư chỉ có thể truyền cho đệ tử bổn môn đơn giản cùng nghiên cứu so tài thì được, nhưng đích thực không được truyền ra ngoài. Viên hóa thiệu biểu thì tiếc núi, cũng không nhắc thêm nữa. Còn Lý Âm Dương ở thành phố Nội Dương thì bắt đầu thu độ đệ, ông ta không chọn được người phù hợp có thể đồng thời kế thừa địa tướng Kham Dương. Âm Dương tiên sinh từ trong vô tận tự có cảm ứng, ông ta lờ mờ cảm thấy hoặc giả sẽ có chuyện phát sinh, bắt buộc phải nhanh chóng tìm ra đệ tử truyền lại y bác. Lùi một bước, ông ta bèn tìm ra La Trung Lương, cùng với Trương Cửu Quái. Phân biệt truyền thụ âm thuật và dương thuật. Bất giác tôi đã lật xem tận mấy trang của cuốn tạp ký, nội dung phía sau, đại khái ghi chép chính là những chuyện vặt vảnh về việc ông ta dạy dỗ ông nội tôi và Trương Cửu Quái, cùng với việc tính cách ông nội tôi và Trương Cửu Quái không hợp, sợ khó hợp tác, ông ta tuy tâm có cảm ứng. Nhưng đã chẳng còn dư thừa thời gian và tinh lực đi tìm đệ tử mới. Húng hồ những năm nay Thành phố nội Dương cũng chẳng còn gặp thêm người thích hợp học âm dương thuật nữa. Trong đó tôi nhìn thấy tên của Trương Nhĩ, Lý Âm Dương có nhắc một câu thế này: Em trai ruột cửu quái, Trương Nhĩ có tâm học âm dương thuật, tiếc rằng thiên phú không đủ, âm thuật phong thủy của y học từ nhiều nhà hỗn tạp, ta truyền thụ y thuật xem tướng mặt, tư chất y không đủ nhưng lòng dạ rất thâm sâu, cần cù tuy bù thông minh, nhưng không thể thay đổi bản chất của y, đúng thật đáng tiếc. Nội dung tiếp sau đó liền khiến tim tôi như treo cả lên Lý Âm Dương đang nghe truyện trên TV audio CV gieo cho mình một quẻ Hơn nữa còn là quẻ cuối cùng mà ông ta gieo Tướng quẻ đó vô cùng phức tạp huyền bí Cho dù là ông ta cũng không cách gì lập tức nhìn ra được Vậy nên ông ta bèn phân biệt đem vật kế thừa của địa tướng Kham Dư Định La Bàn, Nghiên Thiên Cang, Bút Địa Chi Cùng với Trạch Kinh, âm sinh cửu thuật của âm thuật Giao cho ông nội tôi, Kim Toán bàn cùng cốt tướng của Dương Thuật giao cho Trương Cửu Quái, đồng thời dặn dò hai người, âm Dương Thuật vốn cùng một nhà. Nhất định phải tìm chung một đệ tử. Rồi sau khi xu bọn họ đi xong, ông ta bèn chuyên tâm ở ẩn, phân tích quẻ cuối cùng đó của ông ta. Trong lúc lật trang, tôi phát hiện quyển tạp ký này đã sắp đến cuối rồi. Ghi chép trong đó đã trở nên đứt đoạn ngắt quãng, trên trang cuối cùng thì lại thấm đẫm vết máu. Đại thọ 80 của viên hóa thiệu, ta cuối cùng cũng biết, y thuật của y đến từ đâu, con người y độc địa, lòng dạ y đáng chết, hóa ra dùng thuật pháp trọng thọ, tích thọ diên niên, càng là dùng thuật pháp này giả danh cứu người chữa bệnh để mưu lấy tiền tài, người trong tiệt thọ toàn bộ đều bị hại. Vợ con ta bị bắt, viên tặc thèm thuồng vợ ta đã lâu, trọng thọ con trai ta xong, móc tim châm nến. Tâm ta hận. Hận ta bị che mắt che tâm, tâm ta đau, càng đau đến vỡ nát ruột gan. Ngày nhà ta người chết, ta mới hiểu ý trong quẻ. Âm dương tiên sinh có một mật pháp đời đời truyền miệng, lúc lâm chung mới được truyền cho đời sau, Thuật pháp này ta chưa từng bảo với hai đệ tử, để tránh từ nay tuyệt tích, nên đem nó ghi chép trong tạp ký này. Người đều phải chết một lần, hưởng sinh khí, tán đại huyệt, nhị ngũ tinh khí ẩn chứa trong thể phách, tán sống vào trong huyệt, nhất định vũ hóa. Âm dương có đôi, vũ hóa có xác, sinh huyệt thì xác thiện, tiên sinh thông thường chỉ coi là thiện thi vũ hóa thiện thi tương đương với dương, thứ nó đối ứng bèn là ác và âm. Tìm kiếm một nơi đất núi hung nghèo cực ác, chuẩn bị một cổ quan quách làm bằng gỗ ngũ quỷ, tán sóng vào trong, dùng chấp niệm vô cùng, khiến cho hơi thở không trút xuống, thần trí có thể tan, oán hận không hề giảm. Bao nhiêu năm sau, xác sống vũ hóa, sẽ sinh hát vũ, lại bao nhiêu năm sau, sinh khí của núi ác, khí đại âm nhập thể, ngưng tụ thi đan. Bèn có thể lấy ác trị ác, báo thù rửa hận. Ta tìm kiếm đến một nơi, rất tốt, quyết định đi chết tại đây, sau này thay vợ con báo thù rửa hận. Mấy nét chữ cuối cùng trong ghi chép, viết gì mạnh khác thường, gần như khiến cả quyển tạp ký bị đâm xuyên vậy. Trước mặt tôi dường như xuất hiện một hình ảnh hư ảo, trong một gian phòng cô quạnh, Lý Âm Dương ngồi trước bàn án, biết tên anh em khác họ của ông ta thèm muốn vợ ông ta, hơn nữa hại tính mạng con trai ông ta, nhưng ông ta không có khả năng đi báo thù, chỉ có thể lựa chọn lao đầu vào chỗ chết đánh cực lấy một cơ hội lần nữa báo thù. Lập tức lòng ngực tôi càng máu huyết cuộc trào, giống như muốn thổ huyết ra vậy. Bả vai đột ngột bị người ta vỗ một chưởng. Tôi run rẩy một phát, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Tôi thở dốc nặng nhọc, ngoảnh đầu lại, phát hiện người vỗ cho tôi tỉnh lại hóa ra chính là Liễu Dục Chú, gã được hai tên đạo sĩ diều đỡ, dường nhiên về phía bên tôi, cánh tay vỗ tôi, còn là cánh tay bị thương đó của gã. Liễu Đạo Trưởng Đa tạ Mặt tôi hơi có chút tái nhợt, Cảm giác nhập tâm của quyển tạp ký này quá mạnh Gã không vỗ cho tôi tỉnh Tôi đúng thật phải thổ huyết Hơn nữa thứ huyết này còn đắm chìm tâm trạng lúc đó của Lý Âm Dương Sợ rằng sẽ tổn thương thấu đến tâm trí Viên hóa thiệu Không còn thần bí thế nữa rồi Y quyết không biết rằng Chúng ta có quyển sổ tay ghi chép trước khi chết của Lý Âm Dương Tôi hít sâu một hơi nhấc tay lên Ra hiệu cho liễu dục chú một phát trong bộ phận kể về việc quen biết của Lý Âm Dương và Viên Hóa Thiệu Có viết tường tận về chuyện của Viên Thị Âm Dương Trạch Cùng với những phủ đề khác của Viên Hóa Thiệu Thậm chí cả bố trí trên đó cũng đều viết rõ ràng Không chỉ Viên Hóa Thiệu có hứng thú với địa tướng kham dư của Lý Âm Dương Lý Âm Dương cũng rất có tâm nghiên cứu đối với thuật pháp của Viên Hóa Thiệu Chỉ có điều ông ta không có ác ý Liễu dục chú rõ ràng giơ tay ra Định đòi tôi quyển tạp ký Tôi ban đầu do dự một chút dù gì trong đó cũng có bí mật của địa tướng Kham Dư. Nhưng nghĩ lại một phát, dựa vào tâm thái của kiểu này, con người kiểu này của liễu dục chú, không thể nào làm lộ bí mật, gã cũng không biết âm dương thuật. Ngoài ra, tôi cũng coi như là học mót áp trấn thần chú, vậy nên tôi trực tiếp đem quyển tạp ký giao cho gã luôn. Gã cúi đầu xuống, đọc một cách tỉ mỉ. Hai tên tiểu đạo sĩ tới chăm sóc liễu dục chú đến bên giường tôi, cũng hỏi tôi có cần gì không, hơn nữa trong lời nói nhiều lần bày tỏ sự cảm kích nói bọn họ nhập đạo bèn có cái tâm tuẩn đạo rất cảm kích tôi trợ cấp an ủi cho người nhà sư huynh đệ của bọn họ hy vọng tôi có thời gian thì qua trường thanh đạo quán một chuyến tôi đơn giản đáp lại vài câu cũng không nói nhiều thêm nữa nghỉ ngơi một lúc khí huyết của tôi đã hơi hồi phục một chút lúc này sự mệt mỏi khiến cảm giác buồn ngủ tràn tới dựa nghiêng vào đầu giường mê man ngủ thiếp đi nằm viện một phát thế này thời gian kéo dài đến 7 ngày. Tôi thì muốn đi, cơ mà không đi được. Trần mù đến rồi, còn đưa theo từ thi vũ đến cùng. Cô ta không nói năng gì, căn bản không cho tôi xuống giường, tận tâm chăm sóc tôi mấy ngày này. Còn về liễu dục chú, ngày thứ hai gã bèn định xuống giường, muốn qua xem xem bên dưới viên thị âm dương trạch có huyền cơ gì, bị tôi ngăn lại, không cho gã rời đi, cộng thêm hai tiểu đạo sĩ của trường thanh đạo quán quỳ chặn ở cửa, gã đương nhiên là chẳng đi được bảy ngày sau tôi cuối cùng cũng hồi phục không ít cẳng chân cũng hoàn toàn bình thường rồi trần mù lại đưa từ thi vũ đi trước lúc xuất viện chỉ có ba chúng tôi ở trong phòng bệnh bàn bạc làm sao đối phó với lý âm dương và viên hóa thiệu bắt buộc phải có một trình tự trước sau cuối cùng rút ra một kết luận là lý âm dương ở trong thôn mạnh quá mức tôi hiện giờ không có định la bàn càng khó tìm ra ông ta cho dù có đối phó với ông ta kỳ thực cũng là cho viên hóa thiệu cơ hội ngồi làm ngư ông đắc lợi sự mạnh mẽ điên cuồng của lý âm dương đều là do cái tâm báo thù gây nên mục đích của ông ta là vì giết viên hóa thiệu chúng tôi diệt trừ lý âm dương viên hóa thiệu ngược lại được ngồi xem kịch theo kiến nghị của trần mù tạm thời không quản chuyện trong thôn tiểu liễu chỉ bày trận ở bên ngoài không cho lý âm dương có khả năng ra ngoài để đạo sĩ của trường thanh đạo quán và người nhà họ phùng canh chừng cũng không cho bất cứ người nào vào trong Chúng tôi dựa vào ghi chép về viên hóa thiệu và những phủ đệ khác của y trong cuốn tạp ký, nghĩ cách rút củi đáy nồi, viên hóa thiệu chắc chắn không đoán được, chúng tôi lại trực tiếp nhắm thẳng vào y. Việc này tuy mạo hiểm, nhưng tôi cảm giác có thể được, đến cả liễu dục chú cũng trực tiếp đồng ý luôn. Lúc chuẩn bị xuất viện, thì phùng quân lại đến, hắn bảo với tôi, hắn nhìn thấy Trương Nhĩ về thôn kín khẩu, hơn nữa Trương Nhĩ rất đáng sợ, ngã ra bên trong miếu thành hoàng, bất tỉnh nhân sự, bọn hắn không dám vào trong, hỏi tôi phải làm thế nào. Thông tin này của Phùng Quân ngay lập tức khiến mặt tôi đột ngột biến sắc, Trương Nhĩ hóa ra đã tháo chạy ra ngoài rồi. Là lão chạy thoát hay là Lý Âm Dương thả lão ra? Tôi ngoảnh đầu nhìn sang Trần Mù và Liễu Dục Chú. Vong nhập quá dữ, người bị vong nhập sẽ xuất hiện ký ức đứt đoạn, ông ta chắc là chẳng biết gì cả nữa. Người mở miệng ngược lại là Liễu Dục Chú, gã nhíu mày nói. Trần Mù nhất thời không mở miệng nói gì. Tôi hít sâu một hơi, lắc lắc đầu nói, quan trọng nhất không phải là chú ấy có ký ức gì không, quan trọng là chú ấy lại đã ra ngoài rồi, Lý Âm Dương sẽ không dễ dàng thả một người có thể bị trúng vong, hơn nữa còn là một phong thủy sư, tác dụng của chú Trương phải lớn hơn bất cứ người bình thường nào. Đặc biệt là bên ngoài thông tiểu liễu còn có đại phù tế thiên mạch. Nếu như chú Trương bị trúng vong, chú ấy nhất định không ra ngoài được, nếu như không bị vong nhập mà được thả ra ngoài, thì Lý Âm Dương tuyệt đối có mục đích. Trần mù lúc này mới mở miệng Có mục đích Ông ta cũng không hoàn thành Vừa mới nói được một nửa Giọng của trần mù đã đột ngột im bặt, Thần sắc thì càng liên tiếp biến hóa Tôi chầm chầm nhìn trần mù Đại khái đoán được trần mù đã phản ứng lại rồi Tôi trầm giọng nói Địa tướng kham dư của Lý Âm Dương đã đạt đến đỉnh cao rồi Ông ta nhất định đang toan tính gì đó Chú Trương nhất định sẽ đi làm Việc này đối với chú ấy nhất định có lợi ích Hơn nữa sẽ không thất thủ Nhưng nói xong mấy câu này tôi cũng có chút mất tự nhiên. Kim toán bàn trên người tôi, Lý Âm Dương còn có cách gì có thể bói quẻ được? Liễu dục chú cúi đầu nghĩ ngợi, rồi gã bất chợt nói, tôi cho người của trường thanh đạo quán mời vị trương nhĩ này đi một chuyến, tạm thời để ông ta ở lại trong đạo quán, không được đi đâu hết, tránh việc có vấn đề. Tôi cảm thấy quyết định mà liễu dục chú đưa ra rất thỏa đáng. Lần này trương nhĩ ngừa chạy vấp chân, đích thực suýt chút nữa khiến chúng tôi đều mất mạng, nếu không phải là lão đơn độc hành động sau đó bị nhập thì hoặc giả đã không phải là kết quả này trần tiểu bàn bị trúng vong cũng chẳng khó đối phó như vậy giam lão lại ít nhất đối với lão mà nói là an toàn chúng tôi cũng bớt đi chút biến cố tôi qua thôn kính khẩu một chuyến vậy tiền thể còn có một chuyện cần làm liễu đạo trưởng anh với chú trần qua thôn tiểu liễu gia cố phù văn rồi bố trí thêm ít trận pháp nữa sau khi suy nghĩ xong tôi trầm giọng mở miệng Trần Mù và Liễu Dục Chú đồng thời gật gật đầu Liễu Dục Chú liếc một trong số đạo sĩ một cái Nói lời vừa nãy chắc nghe hiểu rồi chứ Đi sắp xếp đi Tên đạo sĩ đó lập tức đi qua một bên gọi điện thoại Chúng tôi sau khi rời khỏi viện bèn ai đi đường nấy Phùng quân lái xe đưa tôi qua thôn kính khẩu Kỳ thực tôi vẫn mãi không ngừng suy nghĩ Chỉ là tôi thực sự không nghĩ ra được lý âm dương rốt cục đang toàn tính cái gì Đồng thời tôi còn dự định làm một việc Chính là nhân thời gian này Bảo Trương Nhĩ đem chuyện của Cố Nhược Lâm nói rõ ràng Cố gắng để Cố Nhược Lâm theo Dương Hưng rời đi Tuy rằng cô ta sẽ không lựa chọn Dương Hưng Còn Dương Hưng bất kể có đối xử với người khác thế nào Nhưng ít nhất sẽ không hại cô ta Đột nhiên tôi nhớ đến những lời mà lần đó thẩm kế nói với tôi Suối cạn rồi, cá nương tự nhau trên đất Phả hơi giữ ẩm, nước bọt làm ướt Chẳng bằng quên nhau giữa sông hồ Lúc này đối với những lời đó Tôi lại có một kiểu cảm xúc khác nữa, trong lòng ngoài việc buông bỏ thì còn có trăm mối cảm xúc đang xen. Là tiên sinh, đến rồi. Lời của Phùng Quân kéo tư duy của tôi về. Đẩy cửa bước xuống xe, lúc này vừa qua một giờ chiều, ánh nắng vẫn còn rất chói mắt. Cổng Miếu Thành Hoàng chỉ có một mình Dương Hưng, ánh nắng chiếu rọi, hắn liền giống như một bức tượng điêu khắc vậy, cứ liên tục chầm chậm nhìn vào trong miếu thành hoàng. Chỗ bóng râm ở hơi xa một chút, thì đang đứng mấy người nhà họ phùng canh gác ở đây hắn vẫn luôn ở đây phùng quân nhỏ giọng nói với tôi tôi gật gật đầu cũng chẳng gọi dương hưng mà trực tiếp sải bước đi vào trong miếu thành hoàng phùng quân không dám đi theo tôi có điều dương hưng lại lập tức bước theo sau lưng tôi hơn nữa hắn còn áp sát rất gần tôi lòng tôi thầm tức cười trước bàn án phía trước tượng thành hoàng trương nhĩ đã ngồi dậy rồi không hề là bộ dạng bất tỉnh nhân như những gì phùng quân nói lúc trước chúng tôi vào trong đại điện, Trương Nhĩ từ từ ngoảnh đầu lại. Trương Nhĩ vốn dĩ có vài phần thần sắc rất cường tráng, tuy hai bên mái hoa râm, tuy nhiên nếp nhăn trên mặt không nhiều, rất khó phân biệt được tuổi tác thực tế của lão, nhưng hiện giờ lại chẳng còn như thế nữa, trên trán có ba nếp nhăn sâu hoắm, mí mắt cũng mất lực trũ xuống dưới, vị trí xương dịch mã thì càng sụt xuống. Vị trí hai gò má ẩn hiện có khí đen. Đặc biệt là trong đôi mắt lão, bản thân vốn sáng ngời ngời, nhưng nay lại ánh lên vài phần lụi bại. Tôi nhìn mà kinh hãi vô cùng. Nhập vong của Lý Âm Dương, hóa ra còn có di chứng nghiêm trọng như thế này. Trương Nhĩ thế này không phải là kiểu tướng đoạn mệnh của việc bị trọng thọ, mà là tổn thọ, cũng giống hệt như lần đó tôi dùng sinh thuật trong nháy mắt tiêu hao mất 10 năm dương thọ vậy, chỉ là tôi không biết được Trương Nhĩ bị tiêu hao mất bao nhiêu năm. Chú Trương, tôi nhất thời có chút ngẹn lời, không biết phải mở miệng kiểu gì. Theo như tôi thấy, Trương Nhĩ hiện giờ đang khép hờ mí mắt. Dường như lão nỗ lực muốn mở ra, nhưng mí mắt lại không có sức mở ra. Trương Nhĩ đột nhiên cười cười, có điều nụ cười này rất có chút hàm ý châm biếm, lão lẩm bẩm nói, lúc tỉnh lại có chút khó chịu, trong đầu mê mê mẩn mẩn, chỉ nhớ được cảnh lúc cuối cùng nhìn thấy và sau khi tỉnh lại nhìn thấy, trên người tôi máu không ít, chắc là gây ra không ít phiền phức nhỉ. Sau khi xuống núi, mấy người đều đi rồi. Ánh mắt Trương Nhĩ trở nên phức tạp, nụ cười cũng từ châm biếm trở nên phức tạp. Trương Nhĩ là một người thông minh, nếu lão đã có thể đoán ra một ít, thì bèn không cần tôi phải nói quá rõ ràng. Ít nhất trong chuyện này, bây giờ tôi, Liễu Dục Chú và Trần Mù đều cho rằng không được để lão tham dự vào nữa. Chỉ là lão nói xuống núi, khiến tim tôi thắt lại một phát. Chú Trương, chú lên núi rồi à. Tôi mở miệng nói. Trương Nhĩ gật gật đầu, tôi vốn định xem xem chỗ đầu nguồn có thể phá bỏ được con sông đó không dù gì cũng có chút phiền phức còn cả bản thân biến hóa phong thủy của thôn tiểu liễu có quan hệ không nhỏ với con sông đó nữa không ngờ rằng tôi đại khái mò mẫm đến tận cùng lại phát hiện ở đó có một cổ quan tài vừa hay trôi bên trên dòng chảy quan tài để mở bên trong còn đứng một cái xác chết ý thức cuối cùng của tôi cũng chính là ở chỗ đó tôi vạn lần không ngờ rằng lý âm dương hóa ra vẫn là ở cái chỗ đó không hề rời đi nếu như sớm biết thế này, chúng tôi lẽ ra nên trực tiếp lên núi luôn mới đúng, chỉ dựa vào một mình trương nhĩ, quyết không thể nào là đối thủ. Ác thi vũ hóa cho dù không còn thi đan, nhập vong sau khi phá xác cũng không phải chuyện nhỏ, huống hồ bản thân tôi và Lý Âm Dương bèn có chút quan hệ, đây là chuyện mà trước đây chú Trương không bảo với cậu. Ông ta từng chỉ dạy cho chú chút thuật xem tướng mặt. Đương nhiên, tôi cũng chỉ nhẹ nhàng nói một câu này, hơn nữa không nói bình phẩm của Lý Âm Dương về Trương Nhĩ ra. Những việc này trong quyển tạp ký của ông ta đều có ghi chép. Trong mắt Trương Nhĩ rõ ràng lại có chút gần sống, cậu biết Lưu âm bà nói à Trương Nhĩ dò hỏi Tôi không gật đầu, cũng chẳng lắc đầu Trương Nhĩ khẽ thở dài một tiếng, rồi lại bổ sung một câu Nói sau khi lão tỉnh lại, vẫn là nằm ở chỗ lúc trước hôn mê Có điều lý âm dương thì không thấy nữa Sau khi lão xuống núi bèn tìm chúng tôi một vòng Cũng phát hiện dấu vết đánh dấu ở trong sân nhà tôi cùng với vết chân của lão, lão mới suy đoán ra rằng lão đem đến rắc rối cho chúng tôi. Lúc này tôi mới lắc lắc đầu, nói, chú Trương, việc này phát sinh đã phát sinh rồi, hối hận cũng không có ý nghĩa, chú cũng là có ý tốt mới gây ra lỗi lầm, liệu đạo trưởng sắp xếp chú qua trường thanh đạo quán tỉnh dưỡng một thời gian, lý âm dương sẽ không vô duyên vô cớ thả chú đi, chú chắc không có ý kiến chứ. Trương Nhĩ gật gật đầu, đương nhiên là không có. Tôi hơi thở vào một tiếng, tiếp đấy lại quay đầu nhìn dương hưng một cái ánh mắt lại lần nữa nhìn vào lối đi ở phía bên kia miếu thành hoàng im lặng một lát tôi tiếp tục nói có thể thả cố nhược lâm không trương nhĩ lắc lắc đầu rồi lại gật gật đầu tiếp đấy lão mới nói chỉ có thể thả hồn trừ cái hồn đó ra cô ta thuộc về nơi này nhược lâm không hề thuộc về chỗ này dương hưng lạnh băng nói trương nhĩ liếc hắn một cái rồi lại nhìn sang tôi nói thập lục chuyện của Cố Khai Dương và Cố Nhược Lâm năm đó, cậu biết được mấy phần? Tôi trả lời đúng sự thật, đem chuyện đổi hồn ra kể một lượt. Tôi không hề giấu Trương Nhĩ, biểu thị đây là chuyện mà Phùng Bảo điều tra ra được. Tôi nói xong những lời này, người mặt biến sắc trước chính là Dương Hưng. Hắn trợn to con mắt, vô cùng kinh ngạc nhìn tôi, môi mấp máy một phát, nhưng Dương Hưng lại không mở miệng nổi. Trương Nhĩ gật gật đầu, rồi mới nói, vợ tôi mất sớm, tôi từng có một con gái, có điều con bé hồn phách không hoàn thiện Bẩm sinh khiếm khuyết Muốn cho con bé có thể hồi phục Bèn cần dưỡng hồn cho con bé Chỉ là dưỡng hồn không hề dễ dàng Thân nếu không hồn bèn là chết Người chết dương thọ tận Địa phủ liền sẽ câu qua sổ sinh tử Vừa hay cố khai dương nhà họ cố thông qua nhà họ phùng tìm tới tôi Con gái ông ta mắc bệnh lạ Không có thuốc chữa Sau khi tôi xem qua xong Phát hiện con bé đã bệnh tình nguy kịch Tổn thương thể phách Không giữ được hồn nữa Lúc đó tôi còn phát hiện mệnh cách của con gái ông ta tương tự với con gái tôi, hồn phách con gái tôi sau khi rời cơ thể xong, hoặc giả con bé có thể nhập thể giữ cho tính mạng không đứt. Vào lúc đó, đây là kế sách vẹn cả đôi đường. 20 năm rồi, hồn phách của con gái tôi đã dưỡng xong. Lời nói của Trương Nhĩ vô cùng đơn giản, trên cơ bản có thể coi là đôi ba câu đem chuyện nói rõ ràng ra. Chỉ là tôi vạn lần không ngờ rằng lại là kết quả này. Nếu như thế này, tôi lại không biết nên nói như thế nào nữa. Bên trái là Cố Nhược Lâm, bên phải là con gái Trương Nhĩ, tôi có thể lựa chọn thế nào? Ép Trương Nhĩ thả người. Trương Nhĩ sẽ trở mặt với tôi sao? Nhưng trơ mắt nhìn lão để hồn phách Cố Nhược Lâm lìa thân, thế này cũng tương đương với chết rồi. Giọng của Dương Hưng khẳng đặc khác thường, 20 năm rồi, đã 20 năm trôi qua rồi, tôi có thể cho ông tiền, chuyện quá khứ lẽ nào không nên trôi qua sao? Trương Nhĩ không hề đếm xỉa đến Dương Hưng. Lão đột nhiên nhìn tôi thật sâu, nói, thập lục, cậu đúng thật muốn giữ lấy mạng sống cho cố nhược lâm sao? Chuyện này, chú Trương có thể nghe lời cậu. Giây trước, Trương Nhĩ rõ ràng còn nói sẽ không thả người, chỉ có thể thả hồn, nhưng bây giờ lão lại nói nghe lời tôi. Trong lòng tôi càng trở nên bức bối từng cơn, lập tức cũng im lặng không nói. La thập lục, dương hưng ngoảnh đầu nhìn sang tôi giọng của gã toát ra chút vẻ run rẩy trong mắt càng là niềm hy vọng tôi không lập tức trả lời dương hưng trương nhĩ cũng nhìn tôi thần sắc biểu cảm của lão hình như bình tĩnh hơn rất nhiều giống như không có bất cứ cảm xúc gì vậy la thập lục giọng của dương hưng lớn hơn một chút gân xanh trên trán đang nổi gồ lên ánh mắt nhìn tôi đã có vài phần hung hãn tôi cảm giác rất khó nhọc còn có chút bất lực dương hưng tôi không cách gì lựa chọn xin lỗi tôi hạ giọng trả lời câu nói này tôi nói ra gần như không có chút tâm trí và sức lực nào ánh mắt dương hưng nhìn tôi chỉ còn lại thất vọng và chán ghét chú trương đúng thật là không có biện pháp dung hòa nào sao tôi ngoảnh đầu nhìn sang trương nhĩ dò hỏi trương nhĩ lắc lắc đầu nói đúng thật không có cách gì hoặc giả nếu cậu có thể bói một quẻ xem xem con gái tôi liệu có còn cơ hội sống nào khác nếu như con gái tôi còn có cơ hội sống khác thì chú Trương cũng không làm khó cậu nếu không quyết định này vẫn cứ phải cậu đứng ra quyết người tôi lại đơ ra một phát gật gật đầu nói một chữ được Trương nhĩ lập tức liền quay người bước về phía lối đi Dương Hưng một phát túng chặt lấy cánh tay tôi hắn dùng sức cực mạnh gần như là thứ lực muốn bóp gãy cánh tay tôi vậy chưa đợi tôi dãy dụa hắn đã buông ra rồi tôi chẳng có gì để nói với Dương Hưng cả theo Trương nhĩ đi vào trong chẳng mấy chốc, chúng tôi đã vào đến bên trong căn phòng lần trước. Cố Nhược Lâm vẫn nằm bất động trên giường. Trương Nhĩ ngồi bên cạnh giường, thần sắc lão phức tạp khác thường, còn có vài phần thương cảm, tiếp đấy hạ giọng nói mấy chữ, bèn là sinh thần bát tự. Tôi rút kim toán bàn từ trên người ra. Hiện giờ trên người tôi chỉ có kim toán bàn, sách, cùng với bút địa chi. Nhưng mực và định la bàn đều nằm trong tay Lý Âm Dương rồi, đồ vật của địa tướng Kham Dư, coi như bị chúng tôi chia đều. Trong đầu nhẩm sinh thần bát tự, ngón tay tôi gãy lên trên kim toán bàn. Rất nhanh, bàn tính đã hình thành một bộ tướng quẻ. Càng thượng ly hạ, thiên hỏa đồng nhân, đây là một tướng quẻ đồng nhân. Giây phút tướng quẻ xác định, tim tôi liền liên tục đập thình thịch. Dương Hưng dán mắt chầm chầm nhìn bàn tính trong tay tôi, rõ ràng không đè nén nổi vẻ cấp thiết trên mặt. Tôi trầm ngâm nhìn tướng quẻ, Gần như tâm trí đều chìm đắm vào trong để giải quẻ Rất nhanh, tôi đã phân biệt được ngụ ý của tướng quẻ này Tướng quẻ trong cốt tướng kỳ thực không nhiều Một quẻ hợp sát với sự việc đương thời Cũng có cách giải khác nhau Trong sự việc này của con gái Trương Nhĩ và cố Nhật Lâm Có thể dùng một câu nói thế này để giải quẻ Vật bất khả dĩ chung phủ, cố thụ chi dĩ đồng nhân Chú Trương, có thể... Tôi ngẩng đầu nhìn Trương Nhĩ, nhưng đột nhiên phát hiện Trương Nhĩ vừa nãy liên tục nhìn tôi. Không, lão không phải đang nhìn tôi, mà là đang nhìn kim toán bàn trong tay tôi. Lão khép hờ mí mắt, tôi cũng không nhìn rõ thần thái trong mắt lão, chỉ có điều từ trong vô tận, tôi lại có một tia sợ hãi, kiểu sợ hãi này khiến tôi lập tức bắt đầu trở nên bất an. Tôi lật tay thu kim toán bàn lại, cất kỹ lên trên người. Thập lục, sao không nói nữa? Chú Trương đang nghe. Động tác của Trương Nhĩ không thay đổi Ánh nhìn của mắt cũng vẫn như thế kia Tôi vừa nãy cảm giác sai rồi Trương Nhĩ trên thực tế đang nhìn tôi Chỉ là tình trạng khép hờ mí mắt đó Cộng thêm việc tôi đúng thật quá mức cẩn trọng Vậy nên hiểu lầm lão rồi Tình hình hiện giờ đặc thù Cẩn trọng lái được thuyền vạn năm Tôi vứt bỏ những tư duy hỗn tạp trong đầu Trực tiếp đem kết quả của tướng quẻ ra nói một lượt Hơn nữa tôi cũng trực tiếp hỏi Trương Nhĩ luôn có thể để cố nhược lâm đem theo hồn con gái lão trên người được không nếu đã là quẻ đồng nhân thì không chừng hai người có thể hỗ trợ lẫn nhau cũng nên trương nhĩ gật gật đầu trực tiếp nói nếu đây là tướng quẻ cậu bói vậy bèn căn cứ theo tướng quẻ mà làm hoặc giả cũng là cơ duyên dương hưng lúc này cũng chẳng nói thêm gì khác cúi đầu xuống nhưng tôi cứ cảm giác có chút bất thường trương nhĩ nhận lời một cách bất thường lão đem việc này đẩy lên người tôi cũng bất thường chỉ là tôi kiểu gì cũng chẳng nghĩ ra được là bất thường ở chỗ nào nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha